Bạn có tin nhân vật chính đã du hành thời gian trở thành một con chó không? Ban ngày xé rách vớ của chủ nhân, tối ngủ chung chăn ẩm với chủ nhân. Ô, tôi đang ở đâu thế này? Mới nãy tôi không phải đang uống rượu với bạn gái sao? Đây là cái gì thế này? Sao tay tôi lại mọc lông thế này? Chết miệng, sao tôi lại sủa thay vì nói chuyện? Sao tôi lại biến thành một con chó thế này? Còn may là cái kia vẫn còn. Không thì thiệt thòi lớn rồi. Dù có làm chó đi chăng nữa thì cũng vẫn phải còn tờ gym để chơi chứ. Người khác du hành thời gian là trở thành hoàng đế hay anh hùng. Tôi lại du hành thời gian thành một con chó sao? Thả tôi đâm đầu vào cột điện chết quách cho xong. Thời gian thích nghi với môi trường mới đã kết thúc. Bắt đầu lựa chọn nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, cắn nát sofa trong nhà chủ nhân. Hoàn thành được 100 điểm. Khứu giác, thính giác tăng 3 điểm. Móng vuốt tăng 1 điểm. Nhiệm vụ 2, xé rách tất và váy của chủ nhân. Hoàn thành được 200 điểm. Sức quyến rũ tăng 1 điểm. Có thể đi bằng 2 chân. Nhiệm vụ 3, nằm im là một con chó ngoan. Không có phần thưởng. Mẹ kiếp, tôi đã thành chó thật rồi. Còn được trang bị hệ thống. Nhưng hệ thống này không vui chút nào. Vừa du hành thời gian đã bắt tôi phá hoại. Thế là chó bắt đầu nghiên cứu hệ thống này. Sau vài phút, cuối cùng nó cũng biết phải làm thêm nhiều nhiệm vụ để tăng sức mạnh và để biến lại thành người, cần 1 triệu điểm. Lưu ý, bạn mới hồi sinh, chưa biết tính cách chủ nhân, hãy cân nhắc lựa chọn. Trời ạ, hệ thống này lừa tôi mất rồi, có thể cho biết trước được không? Không thể cho biết trước, nó thuộc quyền riêng tư của chủ nhân, cần mua gói thành viên, hiện bạn đang có 0 điểm, không thể thanh toán. Đúng là khổ như chó mà, nhưng xem nhiệm vụ 2 là xẻ vớ, thì chủ nhân có vẻ là một cô gái, nếu chọn một chắc sẽ bị đánh đòn. Còn 2 thì sao nhỉ? Chủ là cô gái chắc không đánh tôi đâu. Nhưng nếu cô ấy có bạn trai thì sao? Làm sao đây? Khó xử quá. Thời gian lựa chọn nhiệm vụ còn 10 giây. Thôi kệ, liều thôi. Tôi chọn nhiệm vụ 2. Chọn nhiệm vụ thành công. Do bạn đang giai đoạn mới, để hoàn thành nhanh nhiệm vụ, khả năng đi hai chân sẽ được cấp sớm. Làm nhiệm vụ trong 5 phút nhé. Đây là phòng khách. Chủ nhân có lẽ ở phòng ngủ chính. Hà, còn khóa cửa nữa, nhưng không làm khó được tôi đâu. Ồ, nhiều quần áo đẹp thế, chắc chủ nhân rất xinh đẹp. Thôi không còn thời gian nữa, bắt đầu xé nào, chỉ còn 5 phút. Phòng đã tan hoang, đầy vớ và váy rách tạc ra. Chó tôi giỏi thật đấy, xé xong trong trước mắt. Chó ta đang tự hào, thì hai cô gái xinh đẹp bước vào. Ồ, là sao thế này? Tiểu Bảo, mày làm gì thế này? Phá nhà là bản năng của chó mà. Tiểu Uyển, em nên cảm ơn nó vì chỉ xé quần áo, chứ không phá hỏng đồ đạc nhà em đấy. Nhưng nó xé hết vớ váy của em rồi, mai em mặc gì đi ra ngoài đây? Cụ qua mời tới mà, đó là cớ để mua sắm đấy. Đúng thật là, tức chết tôi mà, phạt tối nay không cho ăn nữa. Không cho ăn thì thôi, chó tôi đói sẽ tự kiếm ăn. Tiểu Bảo, muốn ăn không? Ừ, mùi ngon quá, phạt vì xé đồ em, không cho ăn đâu. Hệ thống gì thế này? Mới du hành thời gian đã bắt tôi làm nhiệm vụ kỳ quái thế này. Làm tôi có đùi gà ngon mà không ăn được. Chủ nhân chú ý, nói xấu hệ thống, sẽ bị trừ điểm phạt tùy theo tình huống. Nhưng vì là lần đầu, cảnh cáo một lần, không được chơi kiểu đó, tôi kiếm điểm khó lắm. Tiểu Uyển chơi với bạn đến khuya, tiễn bạn về xong, rồi đi thẳng vào nhà tắm. Không được đâu, cô ấy không cảnh giác gì với tôi cả. Than ôi, kiếp trước tôi đã gần 30 tuổi, chưa từng đụng chạm tay cô gái nào. Giờ làm chó lại được thấy cảnh này. Cậu nhóc này, tôi mới tắm xong đó. Lòng cậu dính lên tôi rồi, cậu đó rồi phải không? Xem cậu còn dám xé quần áo tôi nữa không? Ôi cô gái xinh đẹp mà cả tức giận cũng dễ thương quá. Tôi nói cho cậu biết nhé, cậu còn xé quần áo tôi nữa là tôi đuổi cậu ra ngủ ngoài cửa đấy. Không ngờ, chủ nhân còn cho thú cưng ngủ chung giường nữa. Thấy rồi đó, đây là cách ông trời bù đắp cho tôi sao? Cậu đang làm gì thế? Chủ nhân chú ý, nhiệm vụ mới, khoảng 2 giờ sáng sẽ có kẻ trộm đến nhà. Xin chủ nhân chọn. 1. Bảo vệ chủ nhân và tài sản. Phần thưởng, kỹ năng tạo mộng cấp 1 và 500 điểm. 2. Đứng ngoài cuộc, để kẻ trộm hoạt động. Phần thưởng, tốc độ cấp 1 và 300 điểm. 3. Mở cửa cho kẻ trộm, nhận 500 điểm. Trời ơi! Nhiệm vụ lần này phần thưởng hơn lần trước nhiều. Nhưng nhiệm vụ 3, mở cửa cho kẻ trộm, là coi thường trí thông minh của tôi mà. Lưu ý, kẻ trộm có thể mang theo hung khí, xin cân nhắc kỹ lưỡng. Chết tiệt, tôi du hành thời gian thành chó rồi, chẳng lẽ vừa tài sinh đã bị giết à? Thế là chú chó vội xem thuộc tính của mình. Hình như tôi không thể đánh bại kẻ trộm được. Thôi kệ, kiếp trước tôi cũng từng là người đàn ông chính trực, có gan có dạ, làm sao bỏ mặc cô gái xinh đẹp này được. Tôi chọn nhiệm vụ 1, đã chọn nhiệm vụ thành công. Chúc may mắn nhé. Tiểu Uyển chơi điện thoại đến khuya rồi ngủ. Vì nhiệm vụ, chú chó không ngủ, cứ ở bên cạnh Tiểu Uyển. Tới 2 giờ sáng, nghe thấy tiếng mở cửa. Là tiếng mở cửa, có vẻ là kẻ trộm tới rồi. Thấy một người đàn ông đeo khẩu trang đi vào. Tôi đã rình mò vài ngày rồi, chỉ có một cô gái và một con chó. Cô gái này đẹp thật đấy, hôm nay không chỉ cướp được tiền, còn cướp được cả gái đẹp nữa à.
Không được làm hại cô ấy. Hạ, cái gì thế này? Ở lâu, cảnh sát đó à? Nhà tôi có kẻ trộm, mau tới đây cứu tôi. Con chó này bị điên à? Đừng cắn tay tôi nữa, mau buông ra. Tiểu Bảo, mày sao thế? Đừng làm tao sợ, tao đã báo cảnh sát. Họ sắp tới đấy rồi. Chuồn nhanh lên, nếu bị bắt, chẳng biết phải đi tù bao nhiêu năm. Do trụ sở cảnh sát ở ngay cạnh khu chung cư, cảnh sát đến rất nhanh, đã bắt được tên trộm ngay tại cổng tòa nhà. Sau khi Tiểu Uyển kể lại sự việc cho cảnh sát đã đưa tên trộm đi. Tiểu Bảo hôm nay giỏi lắm, lúc nãy làm tao sợ quá, tao tưởng mày bị giết rồi chứ. Ngày mai nhất định phải mua xương sườn thường cho mày. Hạ, Tiểu Bảo mày cũng biết đỏ mặt sao? Tiểu Bảo, tao buồn ngủ rồi, tao đi ngủ trước nhé, ngày mai tao còn phải đi làm. Tiểu Bảo, mày làm gì thế? Đồ chó hư hỏng này, ai dạy mày thế hả? Lần sau còn thế nữa là tao không cho mày ngủ cùng nữa đâu. Không được, không được. Điểm yếu của tôi là, nếu chủ biết linh hồn Tiểu Bảo là người, thì sau này tắm cũng sẽ đề phòng tôi rồi. Huống hồ là ngủ chung giường. Có lẽ vì sự việc đêm qua là mệt quá, nên cô ấy ngủ rất nhanh. Chủ ngủ nhanh thế. Đúng rồi, nhiệm vụ hôm qua thưởng kỹ năng tạo mộng mà. Để thử xem sao. Kích hoạt kỹ năng tạo mộng, xin mô tả giấc mơ muốn tạo. Cái gì mô tả nữa? Tất nhiên là giấc mơ chơi bài rồi. Tôi nói thế này, hóa thân thành đại gia để chủ say mê tôi, khiến cô ấy vì tôi mà sống, sẵn sàng sinh con cho tôi. Xin lỗi, cấp độ kỹ năng không đủ, không thể tạo giấc mơ. Chết tiệt, cần cấp độ nữa à? Vậy tôi thay đổi, tôi hóa thành chàng đại gia, đưa chủ cùng xe mưa sao băng. Con cái mà, ai cũng thích lãng mạn. Xin lỗi, cấp độ kỹ năng không đủ, không thể tạo giấc mơ. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Vậy kỹ năng này có tác dụng gì chứ? Hay trong mơ tôi vẫn phải làm chó à? Đúng vậy, hóa thân thành người cần kỹ năng tạo mộng cấp cao. Ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ để được thưởng, bạn cũng có thể dùng điểm để nâng cấp kỹ năng. Chú chó xem bảng thuộc tính, từ cấp 1 lên 2 cần 10.000 điểm, còn nâng lên cấp 3 là cấp cao cần 30.000 điểm. Hệ thống kỳ cục gì thế? Mỗi nhiệm vụ chỉ cho vài trăm điểm thôi mà. Như thế tôi cũng phải mất 1 đến 2 tháng mới kiếm đủ điểm lên cấp cao. Thôi kệ đi. Để tôi có thể sớm cùng chủ sống không biết xấu hổ, thì tôi phải cố làm nhiệm vụ để kiếm điểm. Hôm nay an toàn của chủ phụ thuộc vào mày đấy. Hả? Mình mới chỉ ngủ vài tiếng thôi mà, sao vẫn tràn đầy năng lượng thế này? Làm chó thật tốt đấy. Khỏi lo nợ nhà, nợ xe, ăn no rồi ngủ, ngủ chán lại ăn. Giờ còn có cô gái xinh đẹp nữa. Biết thế từ lâu tôi đã làm chó rồi, chứ là người làm gì nữa. Có lẽ vì tối qua cô chủ thức khuya. Thôi để cô ấy ngủ thêm chút nữa. Ra ngoài mua đồ ăn, biết đâu dạo phố sẽ có nhiệm vụ mới. Chú chó cầm 10.000, đi dạo trên phố. Mẹ ơi, con chó nhỏ đó nhặt được 10.000 kìa. Gì chứ, đây là tiền ăn sáng của chú chó đại gia này đấy. Nhiệm vụ mới, nhiệm vụ 1, giữ chặt tiền. Sau khi ăn no, mang bữa sáng thịnh soạn về cho chủ. Phần thưởng, ánh sáng trí tuệ và 1.000 điểm. Nhiệm vụ 2, đưa 10.000 này cho người cần. Phần thưởng, ánh sáng lòng từ bi và 1.000 điểm. Nhiệm vụ 3, nắm lấy cơ hội, rời xa chủ cũ. Phần thưởng, ánh sáng tự do và 1.000 điểm. Hệ thống, cả ngày chỉ biết làm khó tôi, có thể tốt với tôi chút được không? 10.000 này chỉ đủ cho tôi ăn thôi. Làm sao mang đồ ăn về cho chủ chứ? Còn nhiệm vụ 2, tôi chỉ cần cho người ăn xin là xong. Nhưng mặc dù là chó, nhưng tôi không ngu, tôi còn đang đói thì ngu gì cho ai chứ? Làm sao đây? Khó quyết định quá. Đúng rồi, ngày xưa làm bài trắc nghiệm, 3 ngắn 1 dài thì chọn câu dài nhất, 3 dài 1 ngắn thì chọn câu ngắn nhất. Đúng rồi, chọn câu nhiều chữ nhất. Rõ ràng nhiệm vụ 1 nhiều chữ nhất. Vậy chọn nó. Đã chọn nhiệm vụ, chó cắt tiền đến trước cửa quán ăn sáng. Thấy những cái bánh bao và đồ ăn dư thừa, chó liền này ra sáng kiến. Cút đi chó hoang, cút đi. Mày mới là chó hoang. Cả nhà mày toàn chó hoang. Chó con, mày đói phải không? Hả, có 10.000 này, là khách đánh rơi à? Tiền này là của tao. Sao tụi mày cứ nghĩ là người khác đánh rơi? Tao là chó mà không được tiêu tiền à? Ngoan chó con, đừng hung dữ. Tiền này là của mày à? Chó nhanh chóng ăn hết 2 cái bánh bao, rồi cắt tiền đi mua đồ ăn sáng cho chủ. Giá này, chắc đủ mua bữa sáng thịnh soạn cho chủ rồi. Mày ăn no rồi thì cút đi chứ. Đi mau lên. Hả, mày đến mua đồ ăn sáng à? Trời, mày hiểu tiếng người nữa à? Vậy mày muốn mua gì? Chó dùng khả năng, nhanh chóng chọn món ăn sáng. Đóng gói cho mày rồi đây, tổng cộng 10.000. Chó đại gia thật thông minh. Thôi khỏi nói nữa, về nhà giao cơm cho chủ đi. Tiểu Bảo, mày đi đâu thế? Mau ra đây, sao sáng sớm đã không thấy nó đâu rồi? Hả, sao mày chạy ra ngoài vậy? À, mày đi mua đồ ăn sáng cho tao à? Nhưng mày lấy tiền ở đâu ra?
Mày thông minh thật đấy, hôm qua đã giải cứu tao khỏi kẻ cắp, hôm nay lại đi mua đồ ăn sáng cho tao. Thật là chú chó đáng yêu, cảm ơn mày nhé, Tiểu Bảo. Tao ăn đây, hệ thống, chúc mừng, đã hoàn thành nhiệm vụ. Cây ánh sáng trí tuệ này có tác dụng gì? Đây là kỹ năng điều khiển đám đông. Khi sử dụng sẽ trừ điểm theo giây, mỗi giây trừ 100 điểm, có thể điều khiển mọi sinh vật trong khoảng cách 50 mét. Trời à, cái này hay đấy nhưng tốn điểm quá. Thôi để khi nào điểm dồi dào rồi hãy dùng. Thời điểm then chốt có thể dùng để bảo vệ tính mạng. Tiểu Bảo, hôm nay tao phải đi gặp một đại gia. Tao biết anh ta là người không tốt đẹp gì, nhưng vẫn không thể từ chối. Từ chối mãi, sau này hắn sẽ không tặng quà nữa. Tiểu Bảo, hôm nay an toàn của tao nhờ cả vào mày đấy. Tên đại gia kia không có ý đồ gì, sao lại tặng quà cho cô chứ? Rõ ràng là có ý đồ xấu. Xem hôm nay, chó đại gia tao diễn lại cảnh cứu mỹ nhân thế nào. Tiểu Bảo, sao mày lại hư thế? Xuống mau, tao đang lái xe đấy. Mày không được ngồi trên lòng tao, quần áo tao sắp bị xé hết rồi. Tiểu Bảo, tuy tình hình nhé, nhưng mày nhất định phải bảo vệ tao. Không tao mất trình đấy, cô chủ cứ yên tâm, chó gia ta sẽ tùy cơ ứng biến. Tiểu Uyển vừa bước vào khách sạn, một ông trung niên béo ú, tóc giống đầu cắt moi đi tới. Cô là Tiểu Uyển phải không? Ừ, anh là Tiểu Cương à? Trời ơi, thật là em mà, anh chờ em nửa ngày rồi đấy. Anh đặt phòng riêng rồi, mau vào đi. Đây là thú cưng của em à? Sao em nuôi chó Alaska vậy? Anh nghe nói chó này hay phá nhà lắm. À, Tiểu Bảo nhà em ngoan mà, chưa hề phá nhà bao giờ. Tên khốn này, rõ ràng là chẳng tốt đẹp gì, chỉ muốn lợi dụng người khác thôi. Nếu không phải có Tiểu Bảo, thì hắn ta chắc đã xâm phạm mình rồi. Đẹp, tên này giống như ông địa vậy, cái bụng này như đã mang thai 10 tháng vậy, không đẹp trai chút nào. Sau khi thấy ông ta, nhìn ông ta là mình hết hứng ăn uống rồi. Tiểu Uyển và Tiểu Bảo theo ông ta vào phòng riêng đã đặt sẵn. Tiểu Uyển à, em thích ăn gì? Anh bao tất cả, anh không tiếc tiền đâu. Tiểu Uyển cầm menu rồi chọn mấy món hải sản đắt tiền, rồi thêm vài món rau thanh đạm. Sao Tiểu Uyển lại nuôi giống chó này chứ? Nó không chỉ thích phá nhà, còn thích gây rối nữa. Vì em ở một mình, hơi cô đơn, nên mới nuôi nó. Mà chó nhà em nó ngoan lắm, còn rất giỏi nữa. Tối hôm qua, nó còn khống chế được tên cướp có dao đấy. Cái gì, cô ấy sợ bị tôi xâm phạm, nên bịa chuyện chó giỏi thế à? Nhìn vẻ ngu ngốc của cô, có lẽ đã làm tên cướp cười đến chết mất. Không lâu sau, đồ ăn đã được mang lên, nhưng phục vụ còn mang thêm một thùng bia. Tiểu Uyển à, anh mời em ăn một bữa khó khăn lắm. Em cũng không bận chiều nay, uống với anh chút đi. Em không biết uống bia, anh không để em uống nhiều đâu. Chỉ một lon bia thôi, không say đâu. Nếu cô ta không uống, thì làm sao mình có thể thực hiện ý đồ được? Tiểu Bảo, đừng có mãi ăn chứ, tí nữa phải bảo vệ tao đấy. Không thì tao không cho mày lên giường ngủ nữa đâu. Không ăn không được, nếu tôi không ăn no, sao bảo vệ được cô chứ? Sau ba ly bia, lão kia bắt đầu táo bạo hơn, tự động ngồi cạnh Tiểu Uyển, tay còn đặt lên vai Tiểu Uyển. Tiểu Uyển à, làm bạn gái anh nhé, anh có nhiều tiền lắm, đảm bảo sau này em không phải lo ăn mặc. À, anh say rồi, nhà anh mở nhà máy bia mà, mấy ly bia này làm sao say được, em hãy làm bạn gái anh đi. Đệ, tránh xa ra, dám phải đám tao à? Mày dám cắn tao à? Em làm bạn gái anh đi. Đệt, tránh xa ra, dám phải đám tao à? Mày dám cắn tao à? Con chó mất dạy. Thật không ngờ, anh lại là người như vậy. Có tí tiền mà định thì tôi sao? Tiểu Bảo, mau đi thôi, tại sao để nó cắn tôi? Tôi chỉ muốn rời khỏi đây. Hôm nay cô phải quỳ xuống van xin tôi, nếu không đừng hòng ra khỏi đây. Đàn ông gì mà hèn thế? Ôi đệt, chạy mà không gọi tôi sao? Phát hiện chủ nhân gặp nguy hiểm đến tính mạng, bắt đầu kích hoạt nhiệm vụ đặc biệt, sinh tử. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng gấp đôi, nhưng cùng với sự gia tăng phần thưởng, mức độ nguy hiểm cũng sẽ tăng theo. Xin hãy cân nhắc cho kỹ. Mày nói cái khỉ gì thế, đang vội chạy phó cướp ra, con nhiệm mới vụ cái đéo gì. Số 1, không sợ nguy hiểm, khống chế tất cả kẻ địch, bảo vệ cô chủ rời khỏi khách sạn an toàn. Phần thưởng, tặng thuốc tăng lực và 5.000 điểm. Số 2, có kế hoạch cụ thể, yêu cầu, không được làm hại ai, bảo vệ nữ chính rời đi an toàn. Phần thưởng, tặng thuốc tàng hình và 6.000 điểm. Số 3, tùy cơ ứng biến, hợp tác với chủ nhân, cầu xin sự tha thứ của ông ta, rời khách sạn an toàn. Phần thưởng, tặng thuốc thần thái và 4.000 điểm. Lưu ý, nhiệm vụ nguy hiểm cao, có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng, hãy thận trọng khi lựa chọn, sóng càng lớn thì cá càng nhiều. Mặc dù nhiệm vụ lần này nguy hiểm, nhưng điểm thưởng cũng nhiều, thôi dù gì cũng có rủi ro cả. Vậy chọn cái điểm thưởng nhiều nhất. Tao chọn số 2. Này đại lâm tử, mau cử vài thằng đến khách sạn Hoàng Thái. Tao bị con chó điên cắn rồi, hôm nay, hãy ăn đầu chó đi. Mày đừng hòng chạy thoát, đồng bọn của tao sắp tới rồi đấy. Làm sao đây, nhiệm vụ không cho mình làm hại ai. À, có cái ván trượt kìa, mình có thể dùng ván trượt để đưa chủ nhân ra khỏi khách sạn. Cô chủ, đây là ván trượt của tôi. Cô đang làm gì vậy? Tiểu Bảo à, giờ mà còn cướp ván của người ta, làm thế nào để tao đứng lên đưa mày đi bây giờ? Tiểu Uyển đứng vững rồi.
Tiểu Bảo liền trượt rất thuận thục trên ván. Em trai à, chị có việc gấp, mượn tạm ván trượt của em nhé. Đây là 2 triệu, cầm lấy đi. Mày tính dùng kỹ năng kéo xe đầy tuyết đấy à? Đầy tuyết cái con khỉ, cứ chờ đó mà xem. Này, tụi mày chết đâu cả rồi? Tới giờ còn chưa thể tới. Chúc mừng chủ nhân, phần thưởng nhiệm vụ đã được trao. Kiếm được 6.000 điểm rồi. Lại gần hơn một bước tới ngày sống vô tư với chủ nhân. Tiểu Bảo à, chân em hình như bị thương. Khi chạy lúc nãy ấy, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra trước đã. Mày đang làm gì vậy? Tiểu Bảo, mày không thể thấy được. Tiểu Bảo, hôm nay tao mệt quá rồi, muốn nghỉ ngơi một chút. Mày có thể live stream giúp tao được không? Biểu diễn gì đó cho mọi người xem ấy. Nếu chủ nhân đã tin tưởng, tôi giờ tuy không phải người, nhưng là một chú chó rất thông minh đấy. Tâm trạng không tốt thì để tôi live stream thay. Nhưng không phải ai cũng không làm như vậy được đâu. Một nhiệm vụ mới được đưa ra, yêu cầu chó giúp đỡ chủ nhân tăng số lượng fan. Thời gian giới hạn là 8 tiếng, phần thưởng sẽ tăng theo số lượng fan có được. Sao mày cứ thích chống đối tao thế? Tao rất ghét những nhiệm vụ này. Mức 1, giúp chủ nhân có 50.000 fan, thưởng 10 lọ thuốc chữa trị thường, điểm tích lũy tăng 5.000. Mức 2, giúp chủ nhân có 100.000 fan, thưởng, điểm tích lũy tăng 10.000. Mức 3, giúp chủ nhân có 300.000 fan, thưởng, chứng nhận xác thực, điểm tích lũy tăng 30.000. Lưu ý, đây là nhiệm vụ nâng cao, không chỉ có 3 lựa chọn phần thưởng, mà sẽ được trao dựa trên kết quả hoàn thành. Đệch, nhiệm vụ lớn tới rồi. Tôi thấy hứng thú rồi đó, 10 fan được 1 điểm, vậy hãy kiếm 100 triệu fan, thì có thể biến thành người sớm mà. Biểu diễn cái gì nhỉ? Nếu mà được thì mình biểu diễn tàng hình luôn rồi. Không biết Tiểu Bảo lấy đâu ra một cây son rồi vẽ một cái xương gà trên sàn. Tiểu Bảo, mày đang làm gì vậy? Đây là son giới hạn của tao đấy. Một cây hơn 1 triệu đấy. Chỉ thấy đoạn chat đánh 666 liên tục. Đây là cái quái gì? Tôi từng là nhà vô địch giáp đấy. Tiết mục tiếp theo chắc chắn sẽ làm mọi người sốc như ăn ốc. Tao luôn đài dính chân, đài dính chân. Tao luôn Trần Đình Đai, là đài dính chân. Đây là tình huống gì vậy? Tao nổi hết cả da gà rồi. Quá điên rồi, tao cá 10 gói khoai tây chiên, con chó này chắc chắn thành tinh rồi. Biết hát biết nhảy, lúc này, số lượng fan đã tăng lên 300.000. Mấy thằng trong phòng live stream này đều là lũ dâm đãng, còn chưa đủ dễ thương, xem tao biểu diễn cái gì sốc hơn nè. Mày đang làm gì vậy? Tiểu Bảo, mày không thể thấy được, tài khoản của tao sẽ bị khóa mất. Động tác này của Tiểu Bảo rất được lòng người xem. Kênh chat sắp nổ tung, con chó này dám làm điều mà tao không muốn làm. Trời ơi, lại còn là chó pha màu nữa. Không nhịn được nữa rồi. Tao muốn ăn lẩu thịt chó, bật bếp, bắt nồi lên. Số người xem trong phòng tăng vọt lên, hiện tại đang là 600.000 người. Tiểu Bảo, mày thật tuyệt vời. Gia đình ơi đi ngủ sớm nhé. Tiểu Uyển tắt live stream đây. Chúc ngủ ngon nhé mọi người. Chúc mừng chủ nhân giúp nữ chính có 600.000 fan, thưởng một bộ móng vuốt và tích lũy được 60.000 điểm. Như này chẳng mấy mà giàu to rồi. Móng vuốt có phải giống sói xám không? Làm móng kim loại có thể có rút được không? Móng vuốt này là thế nào? Là chưa đủ trăng tròn đã đi làm à? À tưởng sẽ giống sói xám chứ. Đây là phiên bản thu nhỏ của tôi. Đừng buồn, móng vuốt này tuy nhỏ, nhưng cắt sắt như bùn, rất sắc bén. Vậy nên thử mở ổ khóa xem. Cô hôm nay sao thế? Dám chống lại chú chó đại gia này à? Thịt này là của chú chó tôi đấy. Đây là thế nào? Chó nhà cậu thành tinh rồi à? Tiểu Bảo rất thông minh đấy, có thể đánh cướp, còn mua đồ ăn sáng cho tôi, nên đừng nói xấu nó trước mặt tôi, không thì nó sẽ cắn đấy, có rất nhiều fan đang xem mà. Để công bằng tuyệt đối, thịt này chỉ nó được ăn, người khác không được ăn nhé. Đại ca, xem kìa, thiếu một miếng thịt, tao có mù đâu, cần gì phải nói. Đại ca, chắc chắn có người đến đây rồi, hay là chúng ta đi xem. Không lâu sau, bà tên tội phạm đã tìm đến nơi live stream của Tiểu Uyển. Đại ca, họ đang live stream đấy, nghe nói live stream kiếm nhiều tiền lắm, hay là cướp chúng luôn đi. Ngu vậy, không thấy họ đang live stream sao? Chúng ta ra là lộ vị trí liền, cảnh sát sẽ tìm ra chúng ta ngay. Đại ca, tôi nghĩ chờ họ ngủ rồi hãy ra tay. Nhìn điện thoại họ dùng, toàn iPhone mới nhất không à, chúng ta cướp được cũng bán được túi tiền. Ừ, có động tĩnh gì không? Chắc là ba tên tội phạm rồi. Đại ca, còn sớm mà. Tôi đi vệ sinh trước đã. Nay ăn gì mà đau bụng quá. Đi nhanh rồi về nhanh đi. Đại ca, anh hai sao đi lâu vậy chưa thấy về? Bị chết đuối trong nước tiểu rồi à? Không đúng, có chuyện rồi. Mau đi xem đi. Anh ba, sao tôi thấy hơi lạnh thế này? Quái vật à? Anh cả ơi, không. Ông nội không biết làm trái ý ngài. Xin ngài tha tội cho tôi. Tiếng gì thế? Đại ca, cứu tôi với, có quái vật, mau báo cảnh sát cứu tôi. Bác sĩ Park đã nói chuyện với tội phạm, họ là tội phạm trốn truy nã, nên đã báo cảnh sát. Tôi nói thế này, đã có tình huống đặc biệt ở đây, để đảm bảo an toàn, trước khi cảnh sát tới. Ai cũng đừng rời khỏi chỗ này. Hả, Tiểu Bảo đâu rồi, nó đi đâu rồi? Mặc nó, một con chó mà lo gì, chắc đi tìm cướp để ăn rồi. Đệt, lúc chó đại gia ta không có mặt, giờ nói xấu sau lưng ta à? Nếu không phải ta, giờ các cậu đang xếp hàng uống nước đái của Diêm Vương rồi. Cảnh sát nhanh chóng đến, tìm hiểu kỹ tình hình. Còn về quái vật mà tội phạm nói, họ tìm khắp hòn đảo nhưng không thấy. Chào cô là Tiểu Uyển phải không? Nghe nói cô nuôi một chú chó ở Alaska, chúng tôi nghi ngờ quái vật mà họ nói là con chó của cô, nên muốn kiểm tra lại. Đùa à? Sao nghi ngờ tôi nhanh thế? Nếu họ biết là tôi sẽ bị nghiên cứu như chuột bạch mất.
Không được, không được, dù chú chó đại gia lang thang, cũng không làm chuột thí nghiệm. Cảnh sát không truy tìm Tiểu Bảo, mà chỉ nhận lông dụng của nó. Để làm xét nghiệm S, Tiểu Bảo ngoan, tao biết không phải mày, đừng sợ, tao sẽ bảo vệ mày. À, biết vậy đã không nhận nhiệm vụ đó rồi. Bây giờ bị phát hiện có sự tồn tại của tôi rồi, sau này sẽ nguy hiểm đấy. Do việc của tội phạm, Tiểu Uyển và mọi người kết thúc hoạt động. Về nhà, về đến nhà đã rất muộn, Tiểu Uyển và Tiểu Tiểu vào phòng ngủ luôn. Trời đất, tôi phải vào phòng của mình rồi. Làm sao đây, thật sự bị đưa đi nghiên cứu rồi, mình sẽ không thể quay lại bên cô chủ nữa. Sao hệ thống lại phát nhiệm vụ lúc đó chứ? Thôi tính từng bước vậy. Bằng chứng chỉ chứng minh mình có ở đó, chứ không chứng minh là mình làm. Tắt đèn ngủ thôi. Rất nhanh trời đã sáng, Tiểu Bảo sinh hoạt rất đúng giờ, không có thói quen ngủ nướng nên rửa mặt thay quần áo luôn. Hơi đói rồi, xuống mua đồ ăn sáng thôi. Phải ăn sáng. Hai cái bánh bao, hai quả trứng, hai ly sữa, thêm 6 cái bánh bao thịt, tổng 200.000. Khỏi thối lại, do Tiểu Bảo từng mua đồ ăn sáng ở quán này, nên chủ quán đã quen mà đưa đồ ăn sáng cho cậu. Đại ca nhìn xem, con chó đó mua được đồ ăn sáng kìa. Đây là chó Alaska mà, thông minh thật đấy, đã vượt khỏi sự hiểu biết của tôi rồi. Nếu bắt được nó, bán cho các ông chủ thành phố, chắc chắn sẽ được giá tốt. Lại đây chó con, ăn xúc xích này đi. À sao nó chạy mất rồi, anh lờ ném xúc xích cho nó đi, ném đi. Xúc xích kém chất lượng, muốn lừa tôi à? Sao con chó này không ăn nhỉ? Bình thường chiêu này hiệu quả mà, làm sao giống được chứ? Trước đó ở nông thôn, chó ít khi được ăn xúc xích, nên có tác dụng. Nhưng ở đô thị này, toàn là chó cảnh, chủ nuôi cho ăn thức ăn riêng, như thịt đóng hộp, tốt hơn xúc xích này nhiều. Có vẻ phải dùng cách quen thuộc thôi. Đại ca ơi, có quá công khai không? Nhiều người thế này, lại ở trước cổng nhà, đúng như em nói. Vậy quan sát thêm vài ngày, có cơ hội là hành động. Những ngày sau đó, hai tên trộm chó thường xuyên theo dõi Tiểu Bảo, nhưng Tiểu Bảo cũng không chịu kén cạnh, dùng móng làm hỏng xe máy của chúng. Chó này sao thế? Thông minh quá, mấy ngày nay tụi ta chịu đựng nhiều lắm rồi, tao không chịu được nữa, phải dùng biện pháp mạnh thôi. Chỉ thấy anh ta lấy từ túi một thứ như phi tiêu, đưa vào miệng thổi, bay về phía Tiểu Bảo. Trời ơi, phi tiêu bay à? Tao làm nghề này nhiều năm, không để mày hủy hoại danh tiếng được. Hay là đến quán thịt chó xem, hỏi xem liên lạc được ông chủ không, bán con chó này giá cao. Có lý, chó thông minh thế này tôi chưa thấy, chắc chắn bán được giá tốt. Không biết qua bao lâu, Tiểu Bảo mới tỉnh dậy. Ờ, tôi đang ở đâu? Sao lại nhốt tôi thế này? Hơi đói rồi, đi kiếm gì ăn đã. Có vẻ họ sống không tệ. À ngon quá, không, phải làm việc đã. Rất có thể bọn trộm chó đưa đồng loại. À không, sao có thể là đồng loại, tôi là người mà, thôi kệ, đồng loại hay không, tôi cũng phải trừng phạt chúng. Theo kinh nghiệm trước đây, chúng chắc chắn đến quán thịt chó, tôi phải cứu chúng. Cửa đóng rồi, chuyện gì thế này? Để đề phòng, Tiểu Bảo lẻn vào cửa sau. Nhiều chó con thế, có vẻ chúng bị đưa đến để làm thịt. Không được để chúng thực hiện được, tôi phải cứu chúng. Cửa đóng rồi, chuyện gì vậy? Mấy em chạy đi, chạy thật xa, anh chỉ giúp được như thế thôi. Tiểu Bảo cũng rời quán thịt chó ngay sau đó, đi về phía trung tâm thành phố. Chạy qua khe hở khác, chợt, hệ thống vang lên tiếng thông báo. Xin chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên, xin trao tặng huân chương công lý, điểm tích lũy thêm 150 vạn. Bất ngờ này khiến tôi rất phấn khích. Huân chương công lý có tác dụng gì? Huân chương công lý là vật phẩm phát triển, mỗi nhiệm vụ hoàn thành được giá trị công lý ngẫu nhiên, tăng theo tỷ lệ nhất định, tất cả chỉ số toàn thân có thể tăng vô hạn. Đồ tốt đấy, có nó, tôi không còn sợ những kẻ xấu nữa. Sau chuyến đi dài, Tiểu Bảo cuối cùng cũng về đến nhà, nhưng phát hiện Tiểu Uyển không còn ở nhà, hay là đi tìm tôi rồi. Tiểu Uyển vì Tiểu Bảo mất tích 2 ngày nên đến đồn cảnh sát trình báo. Chào anh cảnh sát, tôi muốn trình báo, con chó nhà tôi đã mất tích 2 ngày rồi, có anh không? Tôi gửi các nhóm cộng đồng để tính trước đã. Xin chào, đây là đồn cảnh sát khu vực, tôi là chủ quán thịt chó đại lộ, chúng tôi bị quái vật đánh, anh mau đến cứu chúng tôi. Xin lỗi, tôi đang có vụ án. Tiểu Trần, qua đây, có vụ cần xuất quân, anh tiếp khách. Tiểu Bảo, mày về khi nào vậy? Mấy ngày qua mày đi đâu thế? Sau này không được đi lung tung nữa đấy. Gì mà cấm túc tôi chứ, trái luật lắm. Mấy ngày qua tôi làm việc lớn làm đấy. Lại nữa, nếu tôi không ra ngoài mua điểm tâm, mỗi sáng chị không có cơm mà ăn. Thật ra chị cấm tôi ra ngoài, tôi cũng không ra ngoài nữa đâu. Nếu tôi không thông minh, giờ tôi đã trở thành món ăn ở quán thịt chó rồi.
Trời ơi, anh lái xe không nhìn đường à? Tôi ghi nhớ biển số xe anh đấy. Lần sau đừng để tôi gặp anh, nếu không tôi nhất định để anh đau điếng. Chúc mừng chủ nhân, kích hoạt thử thách can đảm. Có tên buôn ma túy mua nhà để sản xuất ma túy tại khu này. Anh hãy tìm ra và bàn giao cho công an. Gì chứ, ở đây có kẻ nguy hiểm như vậy. Là người công lý, tôi không thể để hắn làm vậy được. Xin nói nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, triệt phá tên buôn ma túy và bàn giao cho công an xử lý. Phần thưởng, 10 bảo bối biến hóa và 12.000 điểm tích lũy. Nhiệm vụ 2, không dính dáng tới chuyện người khác. Từ chối tham gia sự việc lần này. Phần thưởng, thuốc tàng hình và điểm tích lũy thêm 10.000. Nhiệm vụ 3, tham gia sâu vào vụ án, kiên quyết đấu tranh với tên buôn ma túy ngang ngược. Phần thưởng, 3 thẻ biến hình người và điểm tích lũy thêm 200.000. Lưu ý, tồn tại khả năng hy sinh vật chất, xin chủ nhân cân nhắc lựa chọn. Trời ơi, thấy thẻ biến hình, tiểu bảo phấn khích nhảy múa. Dù chỉ có 3 thẻ, mỗi thẻ chỉ có hiệu lực 24 tiếng, nhưng với tiểu bảo là quý giá lắm. Chó kia là của nhà ai? Đừng đứng chờ ở cổng nữa. Mày biết gì? Anh chó ngầu giờ đây là gia đình vui vẻ của tao. Tiểu bảo đã mất tích, không biết chuyện gì xảy ra trong 2 ngày qua, hay là nó thích con chó của nhà ai rồi. Hãy cùng xem camera thử xem. Đã quay một vòng rồi đấy. Xe này đi đâu rồi nhỉ? Có công mài sắt có ngày nên kim, nói chúng rồi đấy. Chú ý xe lùi. Chú ý xe lùi. Trời ơi, tiểu bảo đang đứng đợi một phụ nữ. Thằng chó đều, bỏ mặc cô bé xinh đẹp, lại đi đợi phụ nữ khác. Tiểu bảo, mày đang làm gì đấy? Hay là thích xe của người ta nên muốn đi theo về nhà họ? Thám tử tiểu bảo đang phá án đấy. Cô xen vào làm gì? Tiểu bảo không để ý tiểu uyển, chạy thẳng theo hướng của người phụ nữ vừa rồi. Thằng chó đều, không thèm để ý mày nữa. Tiểu bảo đi theo người phụ nữ đến tận nhà. Đợi tối, nó dùng móng vuốt mở cửa. Không thấy gì đáng ngờ cả. Mùi này không đúng, chắc là kẹo họ làm. Thôi cứ lấy về trước đã, xem có lôi ra được bọn còn lại không. Ở phía sau, mày đang làm trò gì đấy? Đừng có ăn cắp hàng của tao, đó là hàng trị giá hơn 1 tỷ đấy. Gì cơ, anh Hải, em thực sự không biết gì, hôm qua em về ngủ luôn mà. Mày chờ đấy, tao sẽ bắt mày khai ra thôi. Nghe nói anh Hải sắp tới. Người phụ nữ hoảng hốt liền, mất hàng là mất mạng đấy. Nhanh chóng, một chiếc xe bán tải đen đi tới. Ba người bước xuống đi vào, có vẻ đây là bọn phía sau rồi. Anh Hải tha cho em đi, em thực sự không lấy hàng của anh đâu. Em cũng không biết chuyện gì xảy ra, em thề là em nói thật. Mày dám để mất hàng à? Cho mày cơ hội nữa đấy. Ở đây 24 tiếng chờ lệnh, không được đi đâu hết. Sao lại làm những chuyện xấu? Tại sao lại bước vào con đường tội lỗi? Điện thoại này có phải của anh Hải đánh rơi không nhỉ? Chết, bị khóa mật khẩu, chỉ còn cách mang đi mở khóa ở tiệm thôi. Thật tình không ai giống, tìm khắp khu cũng chẳng thấy, trong đó chắc có nhiều bí mật lắm. Ở nơi khác, tiêu bảo nhanh chóng tới một tiệm điện thoại. Cút đi, con chó kia, mở khóa điện thoại cho tao. Hả, đây là điện thoại ăn cắp à? Mở máy không mở, không mở, mở không mở. Ồ, nói sớm chứ, có tiền thì dễ nói. Nhớ giữ nguyên file nhé, đừng xóa đi đây. Được rồi. Chẳng mấy chốc chủ tiệm mở khóa xong đưa lại cho tiểu bảo. Đưa cái này cho công an trước, trong đó có nhiều manh mối quý giá. Công an dựa vào manh mối của tiểu bảo, nhanh chóng tìm ra được sao huyệt sản xuất ma túy và bắt giữ thành công bọn chúng. Do tên trùng Trương Bá Triệu vẫn chưa bị bắt, nên hệ thống báo mới chỉ hoàn thành 63% nhiệm vụ, vì vậy chỉ được nhận 2 thẻ biến hình, điểm tích lũy thêm 126.000. Mày đùa tao à? Lại có thêm tên trùng nữa à? Nếu biết sớm, tao đã đợi tìm ra nó rồi mới cho công an manh mối. Thôi hai cái cũng được, còn hơn không có. Lưu ý, mỗi thẻ biến hình là ngẫu nhiên, không thể chọn hình dạng, giới tính, tuổi, cũng không thể thay đổi. Mày chỉ biết làm khó tao thôi. Có thể nghiêm túc hơn không? Giờ có thẻ rồi, phải thử xem sao. Trời, biến thành bò cái à? Thẻ mà mình phải vất vả làm mới có. Kết quả biến tao thành cô gái xinh xắn. Như thế này ra đường có gặp sói không đây? À, ra thịt cũng được đấy. Thôi thôi, thời gian gấp, việc nhiều, phải về ngay đây. Vừa hay dùng thân phận này để giải thích với cô chủ. Cô là ai? Sao vào được nhà tôi? Cô chủ đừng sợ, em là tiểu bảo đây. Đùa à, tiểu bảo nhà tôi là được mà. Chị không hiểu sao, mỗi ngày em tự mua điểm tâm, biết tự mở cửa. Chó bình thường sao làm được, có vẻ chị nói có lý. Có phải chị tái sinh làm tiểu bảo không? Phải rồi, em cũng không hiểu. Sao lại xuyên không vào con chó? Chị thật sự là nữ à? Để chú tiếp tục sống, em chỉ có thể dùng thân phận này. Phải rồi, chị là nữ thật. Chị xem, đàn ông nào lại có ngực như bò cái như em chứ? Đúng rồi, cũng phải. Nhưng sao trước đó chị không nói thẳng với tôi? Ý thức của em dần trở lại. Trước em chỉ phản ứng theo bản năng của chó. Em cũng không kiểm soát được. À phải rồi, tiểu bảo đột nhiên biết mua điểm tâm, biết đi thang máy luôn, thật khó tin được. Chị ơi, em đói rồi, chị cho em mượn điện thoại được không? Muốn mua đồ ăn. Được rồi, điện thoại này cho cậu đây, không có mật khẩu, cậu cứ dùng trước đi. Đây không phải là cô gái hôm trước à? Sao cô ấy không bị bắt? Có vẻ chuyện không đơn giản, tôi phải đi theo xem thử. Để đề phòng, tiểu bảo lại biến thành chó.
Do chuyện lần trước, Đỗ Gia Huệ đã thay khóa. Tiểu Bảo chỉ có thể đứng ngoài cửa dùng thính giác để nghe xem bên trong có gì. Anh Vạn tha cho em đi, anh Hải đã bị bắt rồi mà. Em không muốn trở thành nạn nhân tiếp theo đâu. Tha cho mày sao? Hay mày không muốn kiếm thêm mà? Ma túy là thứ tốt mà. Tôi muốn chứ, nhưng nguy hiểm quá, bị bắt là tử hình đấy. Giờ cậu phạm tội, còn nhẹ hơn tử hình à? Đừng ngốc nữa Huệ à, tôi cho cậu hai lựa chọn, hoặc thay anh Hải, hoặc tôi tự tay đưa cậu vào tù. Anh Vạn, tha cho em đi. Em thực sự không muốn làm nữa. Huệ à, nhà máy của anh bị đột kích rồi, giờ không còn ai đáng tin. Em giúp anh 6 tháng thôi, 6 tháng nữa anh thả em đi. Vạn chính là Trương Bá Triệu lần trước thoát nạn. Hắn điên rồi à, mới bị đánh bại, đã muốn tái xuất. Chúc mừng chủ nhân kích hoạt nhiệm vụ can đảm chưa hoàn thành. Nếu chủ nhân giúp công an triệt phá toàn bộ băng nhóm Trương Bá Triệu, sẽ được thêm một thẻ biến hình và 74.000 điểm. Nhiệm vụ này càng lúc càng hay. Lần trước tôi cứ tưởng đã kết thúc, không ngờ còn phần tiếp. Lần này chỉ cần theo dõi Đỗ Gia Huệ là có thể tìm ra bằng chứng tội phạm của tay Vạn. Huệ à, đi với anh, chúng ta ra nhà máy xem. Họ sắp ra ngoài à? Vạn vẫn là Vạn thôi, ai ngờ anh dám sản xuất ma túy trong nhà máy đăng ký. Huệ à, anh biết em không muốn làm nữa, nhưng từ khi anh Hải bị bắt, chuỗi sản xuất của chúng ta bị đứt, chúng ta phải khôi phục gấp, nhân cơ hội kiếm lớn. Anh Vạn nói đúng đấy, nhưng nếu anh Hải khai ra anh thì sao? Cái đó cứ yên tâm, vợ con hắn đang ở trong tay tôi, hắn cũng không dám nói bậy. Còn bọn dưới tay hắn thì tôi chưa hề gặp, tôi càng không sợ. Nhưng chúng ta sản xuất nhiều sẽ sinh ra nhiều chất thải, xử lý thế nào hả? Cậu không thấy đây là một nhà máy hóa chất sao? Nhà máy hóa chất này tôi mua lại từ một ông chủ, ai nghi ngờ chất thải từ nhà máy hóa chất? Có vẻ hắn chính là trùng Trương Bá Triệu. Không ngờ hắn dám nhiều thế, dám đăng ký công ty để sản xuất ma túy, nhưng xui cho hắn gặp tôi. Siêu trò thám tử. Xin chào, đây có phải cảnh sát không? Tôi tìm ra ổ ma túy của Trương Bá Triệu, bọn chúng rất xảo quyệt. Các anh nhất định phải cẩn thận khi bắt. Nhận được tin của Tiểu Bảo, công an lập tức hành động, nhanh chóng tới gần nhà máy và tiến hành vây bắt Trương Bá Triệu. Hắn muốn chạy thoát qua cổng, vì thể biến thân phải cố gắng. Mày là chó điên à, buông tao ra. Mày bỏ tao ra. Ôi con quỷ này, mày làm gì thế? Mày là chó cái mà, sao cứ ngồi lên đùi tao hoài vậy? Nhanh xuống đi, tao đang lái xe mà. Đội trưởng, Trương Bá Triệu đã được đưa đến bệnh viện băng bó rồi. Bác sĩ nói vết thương của ảnh giống như bị ba cái ngạnh nhọn xuyên qua vậy. Ừ, ngạnh nhọn kiểu đó. Theo báo cáo của cảnh sát địa phương, ba tên tội phạm đó đều bị ngạnh nhọn xuyên qua, và cũng xuất hiện Tiểu Uyển và con chó Alaska. Có vẻ cả hai vụ án đều có liên quan đến nhau. Tôi phải kiểm tra lại cô bé tên Tiểu Uyển này. Nói chuyện với mày lâu quá rồi, tao chưa hỏi tên mày là gì nữa. Cô gọi tôi là Tiểu Nam nhé. Không ngờ mày giỏi thế, còn giúp cảnh sát phá án lớn nữa. Không có đâu, tôi chỉ là tình cờ mèo gặp xác chuột, là may mắn thôi. Chị Uyển à, sau này tôi còn có thể ngủ cùng chị không? Tôi còn nhiều câu hỏi muốn hỏi chị lắm. Đêm nay chúng ta thức suốt đêm nhé. Vẫn là mình thông minh, nhanh chóng giải thích với chủ nhân bằng danh tính này. Như vậy sau này mình biết nói chủ cũng không ngạc nhiên, vẫn có thể chính đáng ngủ cùng cô ấy. Ừ, cuối cùng, mình cũng thành đàn ông. Có chim rồi, mà còn là đàn ông cơ bắp nữa chứ. Sau này có việc, mình có thể chuyển đổi giữa các danh tính khác nhau để ứng phó. Đúng rồi, lần trước mình lấy ma té từ nhà Đỗ Gia Hỉ, vẫn chưa nộp cho cảnh sát. Mấy thứ này không tốt đâu. Vào tù như chơi ý, phải nhanh chóng giao cho cảnh sát. Không đúng, mình nhớ là mình để trong hộp giày. Cất ở đây mà, sao không thấy nữa? Không lẽ bị trẻ con tưởng kẹo ăn thật rồi? Chúc mừng chủ nhân kích hoạt nhiệm vụ theo dõi tạm thời, do sơ suất của bạn dẫn đến làm mất ma túy. Vui lòng chọn một trong các lựa chọn sau. Nhiệm vụ 1, chọn quen chuyện này đi, phần thưởng điểm tích lũy thêm 20.000. Nhiệm vụ 2, chọn báo cảnh sát để họ xử lý việc này, phần thưởng kỹ năng bơi điểm tích lũy thêm 30.000. Nhiệm vụ 3, kiên quyết tự mình tìm lại và giao cho cảnh sát, phần thưởng kho đồ đi theo điểm tích lũy thêm 100.000. Trời ơi, kho đồ đi theo, vậy mình có thể mang theo nhiều đồ, giống cái túi thần kỳ của Doraemon à? Còn phải suy nghĩ gì nữa, tất nhiên phải chọn nhiệm vụ 3 rồi. Vẫn dùng mũi chó của mình để theo dấu vậy. Đúng rồi, câu thần chú theo dấu của tổ tiên ta là gì nhỉ? Nhớ ra rồi, thiên cơ vô cực, vạn lý truy tung. Giờ to rồi, mặc dù thứ này có rủi ro, nhưng có câu nói hay mà, sóng to mới có cá lớn, giờ sang hiểm nguy ắt tìm. Không tốt, có vẻ người này biết túi đó là ma túy. Nhìn vẻ mừng rỡ của anh ta, chắc đã bán được ít rồi. Mình phải hành động thật nhanh, để an toàn, mình vẫn dùng danh tính đàn ông cơ bắp vậy. Ai vậy, thiếu lịch sự quá. Đại ca, có chuyện gì à? Anh có nhặt được cái hộp giày nào không? Nhanh giao lại những thứ trong đó cho tao. Không, không có đâu. Cứng đầu thì đừng trách tao không lịch sự. Tao nói cho mày biết, đó là đồ của anh hai tao đấy. Mày không đưa tao, anh sẽ cho người túm cổ mày đấy. Đại ca, em nói này, em để nó trong hộp nước bồn cầu rồi. Em lấy ra ngay đây. Vâng anh. Em mới bán được một chút thôi, còn lại đều ở đây hết rồi. Anh tha cho em đi. Người này điên à? Như đó đủ chơi 100 lần rồi, lại còn báo cảnh sát luôn.
để khỏi rắc rối cho mình. Phải nhanh rời khỏi đây. Công an cũng nhanh chóng đến, đưa người đàn ông vào túi hàng đi. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ, kho đồ và điểm đã được cấp. Lưu ý kho đồ mở bằng ý nghĩ. Một không gian riêng cho bạn. Thời gian trong không gian bị dừng lại, nhưng chỉ chứa những vật vô tri. Kích thước hiện tại 1 mét khối, bạn có thể mở rộng bằng điểm. 1 mét khối cần 100.000 điểm. Trời đất ơi, đùa à, sao mà nhỏ thế? Chỗ này chỉ đủ cho cái máy giặt. Mở rộng bằng điểm khác nào hút máu. Mình tuyệt đối không dính vào. Chỗ này đủ để chứa cái điện thoại và vài thứ nhỏ. Chào đồng chí, tôi là cảnh sát khu vực. Cảnh sát Dương à, có việc gì à? Thế này, chúng tôi vừa phá được một vụ lớn, nhưng nhiều manh mối là do một người bí ẩn cung cấp. Chúng tôi sắp xếp lại tất cả manh mối. Người bí ẩn này đều hướng về con vật cưng nhà cô. Hả, không thể nào, nó chỉ là một chú chó thôi mà. Xong rồi, chắc chắn Tiểu Bảo biết chuyện rồi. Nó có ở nhà không? Nếu thật sự là nó, chúng tôi muốn đưa về, làm chó nghiệp vụ. Tiểu Bảo, mau ra đây, cảnh sát tìm mày đấy. Chết tiệt, nhanh thế. Giờ phải làm sao đây? Nếu họ thật sự muốn đưa mình đi nghiên cứu, vậy mình sẽ không được ở cùng chủ nhân nữa. Tiểu Bảo, mày đang làm gì thế? Mau ra đây. Thôi thì tùy cơ ứng biến vậy, tới đâu hay tới đó. Chào mày, gặp lại mày rồi đấy. Ta có vẻ không quen mày đâu nhỉ. Đừng có lừa tôi đã tay ác chống lừa đảo rồi đấy. Thật ra chúng ta biết là mày mà. Ta có tin tốt muốn nói với mày. Cấp trên chúng ta đã đồng ý, giờ cho mày chính thức vào biên chế. Từ hôm nay mày sẽ là chó công vụ. Trời ơi, bất ngờ thế này sao? Trước giờ chỉ nghe nói có con gấu trúc hoàng dã bị đưa đi rồi, mãi mới quay lại khu bảo tồn gấu trúc, rồi có biên chế. Không ngờ hôm nay mình cũng có cái này. Không đúng, vậy mình sẽ không ở cùng chủ nữa à? Ông còn chưa hỏi gì tôi mà. Hơn nữa, chủ nhân tôi còn chưa đồng ý. Tiểu Bảo, ta đồng ý đấy. Cơ hội tốt quá mà. Tao vẫn sẽ đi thăm mày mà. Không yêu chị nữa, vậy Tiểu Bảo sẽ về với chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ có khoản bồi thường cho chị. Không sao đâu, Tiểu Bảo đã thành chó cảnh sát rồi. Hôm nay là cuộc thi chó nghiệp vụ hàng năm. Trong cuộc thi lần này, những con có thành tích xuất sắc sẽ được nhận huy chương vàng. Mình ở đây được một tháng rồi, bao giờ mới được về với chủ nhân đây? Không thể thế này mãi, nhốt ở đây mỗi ngày. Tiểu Bảo, mày sao thế? Hôm nay trông mày buồn buồn. Sắp thi rồi đấy, chán chả có hứng thú gì. Việc này với tao chỉ là trò trẻ con. Tao chỉ muốn sớm quay lại bên chủ thôi. Khoan hảo ghê, tao nói với mày nhé, thằng béo, chúng ta đều điểm tuyệt đối, đừng kéo chân tụi tao nhé, không có ai ra gì. Với tao, việc này vẫn là trò trẻ con, xem tao đây. Đã thổi phồng bò trắng rồi, làm mất mặt quá đi. Tiểu Bảo, ngoan nào, chỉ cần mày qua được bài thi, sau này sẽ cơm no áo ấm, nghe lệnh tao, nhảy lên. Phần thi thứ hai, khứu giác, trong mấy cái hộp có giò chả, gà, sữa, ma tế. Chó nghiệp vụ phải tìm đúng trong thời gian để qua được bài thi. Tiểu Bảo phải cố lên nhé, đây là cơ hội cuối cùng rồi. Bằng không, chúng tôi chỉ có thể cho nhận nuôi thôi. Chúng tôi không nuôi chó vô dụng đâu. Vậy mình có thể về với chủ rồi. Không được, mình phải chọc thằng béo. Mày tìm không ra đâu, chỉ biết đoán bừa thôi. Mày dám khinh địch à? Với tao, việc này nhỏ mọn lắm. Trước mặt tao, tất cả chỉ là trẻ con thôi. Tao có hệ thống hỗ trợ mà. Ngay cả con hổ đến trước mặt tao cũng chỉ cười cười thôi. Xem tao đây, thiên cơ vô cực, vạn lý truy tung. Trời ơi, chó thần kỳ quá, biết ngay luôn. Tôi tuyên bố Tiểu Bảo đậu rồi. Hả, mình đang làm gì vậy? Mình đã nói là diễn mà. Có vẻ không có hy vọng về nhà nữa rồi. Không được, nhốt ở đây mãi thế này, bao giờ mình mới gặp được chủ? Mình phải tự thoát ra, phải tự mình ra ngoài thôi. Sếp ơi, thằng béo đó mở cửa được à? Mày ngủ mê rồi chắc. Thằng béo làm được à? Tiểu Bảo, mày đi đâu đấy? Tao đi tìm chủ xinh đẹp của tao. Không muốn bị nhốt nữa đâu. Mày điên rồi à? Biên chế tốt như vậy, đó là điều nhiều con chó mơ ước mà. Mấy người đâu biết niềm vui của tôi. Thôi tạm biệt nhé. Trời, thằng béo này bị ngu à? Đừng học theo nó nhé. Ở đó được cơm no áo ấm mà, lại có cả thân phận. Chủ nhân yêu quý của tôi về rồi đây. Xin lỗi nhé mọi người, tôi ra xem ai ngoài cửa. Chủ nhân yêu quý của tôi về rồi đây. Hả, Tiểu Bảo à, mày không phải đi làm chó cảnh sát sao? Sao lại về đây? Trời ơi, Tiểu Bảo thành chó cảnh sát à? Không thể tin được, tôi nói con chó này không đơn giản mà. Lâu không gặp mày khác trước quá. Ai bảo chủ nhân xinh đẹp quá? Tôi nhớ cô quá, cho nên chạy về đây luôn. Đó là biên chế chính thức mà, rất nhiều chó muốn vào mà không được đấy. Chào chị Uyển, đêm qua Tiểu Bảo chạy mất rồi, có về tìm chị không vậy? Vâng, vừa về đến nhà thôi. Được rồi, có vẻ nó không thích làm chó cảnh sát, vậy thì cho nó về vậy. Vâng, cảm ơn anh Dương, nếu cần Tiểu Bảo giúp thì liên hệ tôi nhé. Nhóc con ngu ngốc, ở đó có cơm no áo ấm mà. Thôi không đi thì thôi, suốt một tháng không có mày, không ai mua đồ ăn sáng cho tao cả. Đúng rồi, hôm nay Minh mời ăn lẩu, mày có muốn đi cùng không? Ăn lẩu ngon như vậy mà,
Chắc chắn phải đi rồi, vừa khéo đến giờ rồi. Hay là nhảy một điệu cho mọi người xem đi. Rồi tắt live stream nhé, nhảy sao được nữa chứ. Từ chuồng chó chạy đến đây, chân tôi mềm hết rồi. Được rồi, tao chỉ có thể đi ăn lẩu một mình thôi. Vì lẩu, bia và tôm hùm. Hôm nay đành phải cố nhảy vậy. Mày tự chọn nhạc đi. Tất cả những cô gái này nói mày thích tao đấy. Và gọi đó là sự lựa chọn của mày. Mọi người, tôi chuẩn bị đi ăn tối đây. Hôm nay live stream đến đây thôi nhé. Mày đang làm cái gì thế? Mày là cháu gái mà. Sao cứ muốn nhảy lên đùi tao hoài vậy? Nhanh xuống đi, tao đang lái xe đây. Một lát sau, Tiểu Uyển và Tiểu Bảo đã tới quán ăn. Tiểu Uyển, để tôi giới thiệu với cô một người bạn mới. Đây là một nữ sở chim mơ tôi vừa quen. Cô ấy tên Dương Tiểu Tiếu. Sao lại sở chim từ nhỏ thế này? Đừng nhìn ngoại hình như trẻ con. Thực ra cô ấy đã 25 rồi đấy. À không, xin lỗi nha. Không sao đâu, tôi thường bị nhầm là trẻ con. Tôi quen rồi. Chị Uyển à, con chó này của chị à. Em nghe nói giống chó này hay phá phách lắm. Đúng vậy đấy, nhưng Tiểu Bảo rất thông minh. Nó không phá phách đâu. Còn một điều chị không biết nữa, Tiểu Bảo biết mua đồ ăn sáng đấy. Bữa sáng hàng ngày của Tiểu Uyển đều do nó mua. Thật không thể tin nổi, một chú chó không phá phách mà còn mua đồ ăn sáng. Hôm nay vui quá đi, hay là uống chút rượu cho đỡ tỉnh táo nhỉ. Gì, lại uống rượu à? Lần trước uống rượu, suýt bị thằng ếch của mày làm nhục đấy. Sao không nhớ gì vậy? Được được, ăn xong chúng ta đi hát nhé. Hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Có lẽ nói chuyện hơi vui vẻ, ba người uống khá nhiều rượu. Chị à, Tiểu Bảo dễ thương quá, cho em cưới được không chị? Được thôi, nhưng phải hỏi ý kiến nó đã. Cái gì mà cưới, ta là chó kéo xe tiết chính hiệu. Sao có thể cho mày cưới chứ? Không được không được, tôi không đồng ý, đừng tới gần tôi. Thôi, thôi rồi, đừng sợ, đùa thôi mà. Tiểu Bảo, chúng ta sắp đi hát, mày nhớ bảo vệ tụi tao nhé. Cái gì? Mấy người xây bét nhè thế này còn đi hát? Biết đâu gặp lưu manh thì sao? Còn bắt tôi bảo vệ nữa chứ? Tiểu Bảo ngoan nào, sao tao lấy cho 10 cánh gà mang về? Mày thấy thế nào? 10 cánh gà bỏ kho đồ được. Đủ ăn vài ngày rồi. Được rồi, tôi miễn cưỡng nhận vậy. Mình lại phải trải qua một đêm hồi hộp nữa rồi. Này, mày ngủ luôn à? Tao còn chưa nghe mày hát nữa kìa. Tiểu Bảo ngoan nào, làm tốt việc bảo vệ chúng tao nha. Trời ơi, người ta là ông chủ độc ác và vệ sĩ. Còn tôi thì sao? Ba thằng xây và một con chó bảo vệ. Tao nói cho mày biết này, anh hai tao là Tây Môn Trường Hải đấy. Là nhân vật lừng lẫy giang hồ đó nha. Sau này mày cứ ở bên tao, rảnh rỗi tao sắp đặt gối cho mày. Cần gối làm gì? Làm gì ư? Nếu mày không ngủ, làm sao tao đưa mày đi gặp anh hai tao chứ? Anh hai gì? Mày muốn tao đi gặp má của mày à? Để tao chỉ cho mày ba em. Ôi anh em chúng ta may mắn thật đấy. Đột nhiên có ba chị đại đến. Nhìn kìa, không phải ba. Mày xem, đứa này rõ ràng là trẻ con. Con này body đẹp, tao thích đấy. Mẹ kiếp, tao là không khí à? Chỗ này là chỗ gì? Nuôi cả một con chó. Mày sủa cái gì thế? Làm tao giật mình, cút đi. Tao không giận mặt. Mày coi tao như vô hình à? Phải cút là mày đấy. Trời ơi, chó biến thành tinh rồi. Đại ca ơi, con chó biến thành tinh rồi. Ngay phòng bên kia đấy. Mày chơi đồ gì sao mà ngon thế? Làm gì có chó nào thành được tinh, thành nhựa mận còn nghe được. Mà dù có thành tinh cũng làm gì được mày chứ. Này, nghe nói mày vốn là một con Alaska. Hay là biến lại lần nữa cho tao xem đi. À đâu, mày dám đánh anh tao, không cho mày nếm mùi đau. Mày lại nghĩ tao hiền à? Đúng là gặp quái vật rồi. Hóa ra còn biến thành người sói nữa. Đại ca, tha cho chúng em đi. Em chỉ tò mò đến xem thôi. Chỉ tò mò đến xem thôi. Mày có biết hai thằng này định làm gì không? Nhìn bạn gái tao say xỉn, nằm trên ghế rồi muốn làm bậy à? Thôi được rồi, lần này tao tha. Cút đi, ở đây cũng chẳng làm được gì. Hay là đưa họ về nhà vậy? May mà mình vẫn biết lái xe, nhưng không biết kỹ năng lái có tốt không nữa. Cắm chìa khóa, khởi động. Đạp phanh, nhà phanh tay, sang số, từ từ nhà phanh. Mình lái xe được rồi kìa. Rất nhanh, Tiểu Bảo đưa họ về nhà Tiểu Uyển. Sau khi đưa ba người vào phòng, Tiểu Bảo cũng chuẩn bị tắm rửa đi ngủ. À, nhớ hồi xưa ai vậy? Đẹp đẽ phong trần, nhưng chẳng hề có bạn gái. Không ngờ giờ làm chó có thể vượt mặt. Giờ đây có gái đẹp bên cạnh. Đúng rồi, mình còn kỹ năng tạo mộng chưa dùng. Giờ điểm tích lũy cũng khá rồi. Hay là thử hôm nay cho biết. Hệ thống khởi động kỹ năng tạo mộng và nâng cấp lên cao cấp. Kỹ năng nâng cấp thành công. Ồ, chẳng lẽ này là xuất hồn à? Không thể nào, kỹ năng tạo mộng cao cấp lại có thể làm linh hồn rời khỏi thân xác chó à? Để mình nghĩ xem tạo giấc mơ gì cho chủ nhân nhỉ? Đã có chồng rồi. Anh thấy thoải mái chứ? Không tệ không tệ, ăn trái anh đào em vừa rửa này. Hiểu chuyện quá anh yêu ạ, giờ không còn sớm nữa rồi. Anh có thêm không? Chúng mình chơi trò người lớn nhé. Cưng chiều ghê. Anh rất thích. Không ngờ Tiểu Bảo trực tiếp tạo giấc mơ làm chồng Tiểu Uyển. Thật là làm người xem ghen tị mà. Cao
Tao không có muốn thành chó không? Sao thế Minh Minh, mày có mộng mị không? Tao bị ác mộng, mơ thấy người lạ cầu hôn tao, cứ bám giết bắt tao lấy hắn. Hả, mày cũng mơ giống tao à? Gì cơ, sao lại giống nhau? Chẳng lẽ do ngủ chung giường? Không thể nào chị Ma Du ơi, chị có cái gì đó à? Đừng làm em sợ, em ở một mình mà. Chị gặp chuyện kỳ lạ gì không? Em ở đây gần 2 năm rồi. Không có gì cả, kỳ lạ nhất là Tiểu Nam tái sinh và Tiểu Bảo, nhưng không thể nói với các chị được. Hay là giấc mơ kỳ lạ của mình cũng liên quan đến nó. Kỹ năng tạo mộng này mình cho điểm tuyệt đối. Hơi đói rồi, ra ngoài mò đồ ăn vặt thôi. Chó ngoan, cho mày cái xúc xích ăn nè. Sao không ăn gì hết vậy? Đại ca quên rồi sao? Đây là chó cảnh, chúng không ăn xúc xích đâu. Được rồi, đây cho mày cánh gà. Cái gì gọi là cánh gà? Không đúng, chẳng lẽ bọn họ tới bắt mình? Mình là chó mà, ra đường phải có chủ dắt dây chứ. Mấy người không đi bắt quán xá lề đường, không đi quản lý trật tự đô thị, chạy tới cổng khu chung cư bắt chó làm gì chứ? Mà thôi, tốt nhất mình lên chuồng lẹ. Dừng lại, làm gì đấy? Hôm nay chúng ta phải đưa mày về, rồi gọi điện cho chủ nhân mày, bảo hắn viết tự kiểm điểm rồi tới nhận mày. Cái gì? Viết tự kiểm điểm ư? Tao đầu này chưa bao giờ viết tự kiểm điểm. Nếu hôm nay để bọn mày bắt được, thì tao sẽ làm mất mặt chủ nhân lắm. Tạm biệt các người nhé. Giá mà có súng, tao cho nó một phát cho bỏ ghét. Đừng ngu, có cho mày súng, mày cũng không có bằng sử dụng. Chị Uyển à, chúng tôi gặp chút rắc rối, có lẽ cần Tiểu Bảo giúp đỡ. Chị có thời gian đưa nó đến đồn cảnh sát được không? Được, tôi sẽ tới ngay. Tiểu Bảo, công an mới gọi tao, họ cần mày giúp vài việc. Gì cơ, tôi đâu còn là chó cảnh sát, sao còn phải giúp họ được? Không được, tao muốn ở bên chủ thôi. Tiểu Bảo ngoan nào, giúp họ cũng là nghĩa vụ công dân của chúng ta mà. Ừ, tôi là công dân tốt, chứ không phải chó ngoan đâu. Tôi có thể đi, nhưng có điều kiện. Điều kiện gì? Thứ nhất, thịt bò nhúng nước mắm phải no, mỗi ngày không dưới 10 kg. Đây là khẩu phần cơ bản của tôi, không được bớt thứ nào. Thứ hai, phải tôn trọng tôi. Tôi không phải chó cảnh sát, cũng không phải chó ngoan. Mọi việc phải có sự đồng ý của tôi, không thể ra lệnh cho tôi như chó cảnh sát được. Thật là mày. Tiểu Bảo, mày cười gì đấy? Không cho tôi quyền con người cơ bản, tao có lý do gì phải giúp chứ? Chỉ cần đáp ứng hai điều kiện này, tôi sẽ giúp tốt thôi. Mày nói có lý, tao sẽ nói với đội trưởng Dương. Trời ơi, thịt bò nhúng đắt lắm. Mỗi ngày mỏng 10 cân, gần 1 triệu rồi đấy. Nhiều hơn lương tôi mấy lần rồi. Thôi đành vậy, tôi phải cầu cạnh mà. Chúng tôi đồng ý điều kiện này. Mong cô đưa Tiểu Bảo tới đồn nhé. Sau khi cúp máy, Tiểu Uyển lái xe đưa Tiểu Bảo tới đồn cảnh sát. Tiểu Bảo, lâu rồi không gặp, lần này mời mày tới là vì có vụ án cần xử lý. Một băng nhóm buôn người lưu manh, khó bắt nhất là bà Lan, người rất bí ẩn. Có trẻ em bị bắt cóc ở một khu chung cư. Camera chỉ ghi lại là người phụ nữ mặc đồng phục giao hàng. Cô ấy có để lại gì không? Không, quần áo cô ấy mặc mua online được. Hoàn toàn không có gì. Anh gọi tôi tới làm gì? Ngay cả khi cho chó nghiệp vụ tìm, anh cũng phải cho nó ngửi mùi chứ. Báo cáo đội trưởng, chúng tôi tìm được đồng phục giao hàng của tên buôn người. Nhanh lấy đây cho tôi ngửi thử. Anh làm sao vậy? Bị hồi chết tao rồi. Áo này mùi thối hơn cức. Quá đà thế cơ à? Ông chưa từng làm chó, không biết đâu. Khứ giác chó mạnh hơn người hàng trăm lần. Còn chế nhạo tao nữa. Tao vẽ vòng tròn nguyền rủa kiếp sau mày làm chó cảnh sát. Thôi nào, trở lại vấn đề chính. Có tìm được không? Yên tâm đi, tao sẽ tìm ra. Chỉ cần hắn xuất hiện trong vòng 100 mét, tao sẽ phát hiện ngay lập tức. Rất tốt, chúng ta lập tức đi, để có thể sớm phá án, đưa câu trả lời thỏa đáng cho người dân. Công an lái xe đưa Tiểu Bảo tới nơi bán đồng phục giao hàng, nhưng do thời gian đã lâu, nó tìm mãi mà không thấy manh mối gì. À, tao nghĩ đơn giản quá rồi, chỉ với khứu giác cơ bản thì không thể tìm ra được, đành phải dùng kỹ năng theo dấu thôi. Thiên cơ vô cực, vạn lý truy tung. Tìm ra rồi này ông Dương, ngay phía trước, cách đây 5 km. Nhanh thế, chúng tôi thả hàng trăm người tìm ở đây mà không có manh mối gì. Sao mày mới ngửi một cái là ra? Tao tìm được thế nào khỏi lo. Giờ tìm được rồi đấy, nhanh đưa thịt bò nhúng cho tao đi. Đã chuẩn bị sẵn rồi, nhưng do trời nóng, tao cho vào nước đá rồi. Không sao, tao ăn được mà. Anh cứ đi làm việc đi, tao no bụng trước đã. Tao chỉ ăn tí thịt bò thôi. Anh bị làm sao thế? Trong nhà có chó sói đấy. Gì, anh thậm chí sợ cả chó sói à? Sao không dùng súng bắn chúng? Lúc đầu chỉ đưa mày tới tìm manh mối mà, nên không mang theo súng. May mà tao không lai sờ chim. Tin đội trưởng Dương sợ chó sói sẽ lan truyền khắp nơi, anh sẽ nổi tiếng lắm đấy. Tao sợ bị ăn hiếp lắm. Anh thật là, vào trong chẳng làm được gì, còn bị cắn vào mông. Quan trọng là phải nhờ tao. Anh làm gì đấy? Anh thậm chí có thể biến thành người à? Hay là anh cũng nghĩ tao là động vật? Đã thành tinh rồi, nhớ đấy. Sau này gọi tao là Đại Pháp Sư Đỗ Trọng Dương. Mày là thằng nào? Mày chẳng sống rồi à, thằng nhóc? Thả chó ra. Chờ đấy, ba con chó này được huấn luyện đấy. Mày sẽ phải nhớ đấy. Mở cửa tên lửa đi, mấy người có bị điên không đấy? Cắn nó đi, mau lên. Dâu dâu ơi, tao yêu mày nhất mà. Chẳng từ chối mày miếng gà nào.
mày cũng phản bội tao à? Đệt mẹ, không ai đáng tin cả. Thời khắc quan trọng vẫn phải tự mình. Ái, ngoan ngoãn quá. Thật không ngờ hắn không chỉ điều khiển được động vật mà còn mạnh như vậy. Xong vụ này, phải nói chuyện với hắn, có thể dẫn dắt hắn vào con đường tốt. Lợi lớn hơn hại, nhiều lắm chỉ cần xin thêm kinh phí, mua vài chục cân thịt bò nhúng. Ông Dương à, phần còn lại tùy anh xử lý. Hả, ông cười gì đấy? Tao xong rồi kìa. Trời, sao anh không đợi tao? Đã bắt hết rồi cơ à? Vẫn thích cướp công điểm à? Thằng nhóc kia không kiềm chế được. Nó bắt hết rồi. À, chàng trai khỏe khoắn quá nhỉ. Đây là đệ tử của tao. Đưa ra ngoài học hỏi chút. Nhưng quy định không được đưa người bình thường tham gia điều tra. Cấp trên biết thì sao? Không tránh khỏi tranh cãi đâu. Tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa. Sao thế? Có chuyện gì à? Mệt quá rồi, lại đánh nhau với năm tên. Nghỉ tí có sao đâu. Tao cũng muốn cho anh nghỉ đấy, nhưng tội phạm không cho phép chúng ta nghỉ. Hy vọng anh thông cảm. Than ơi, tao không phải dạng làm cảnh sát đâu. Nếu vậy tao chết mất. Nói đi, cần tao làm gì? Theo lời khai của năm người kia, khách hàng của chúng là Chu Lệ Lam, cùng bè với bà Lan. Nếu bắt được hắn, vụ án sẽ có bước tiến triển lớn. Tao không phải tình nguyện giúp đâu nhé, nếu không tao sẽ cảm thấy không thoải mái. Mày thật là khó chiều, hay là lựa chọn gia đình? Mày nói đi, giúp được. 10kg thịt bò của anh không đủ đâu. Tối phải có em gái dung ngủ tao nữa đấy. Phải xinh, body đẹp, rồi thêm 3kg thịt bò nữa. Thịt bò nhúng ngon thì được, nhưng em gái thì mày biết đấy, tất cả đều quá hung hãn. Nếu đánh chết mày thì sao? Đừng trách tao. Thôi thôi, vậy thôi, tao còn muốn sống thêm vài năm nữa. Theo lời khai của năm người bị bắt, Chu Lệ Lam ở trong một khách sạn. Công an liền đưa tiểu bảo tới đó. Xin chào, đây là giấy tờ của tôi là cảnh sát khu vực. Sau khi nói rõ ý định, nhân viên Lệ Tân đã tra cứu thông tin phòng lúc đó. Theo mô tả của anh, tôi tìm thấy thông tin phòng hồi đó, nhưng không phải tên Chu Lệ Lam. Người đó đã trả phòng cách đây vài ngày, phòng cũng đã cho khách khác ở rồi. Anh thấy đấy, đã cho khách khác ở rồi. Đồ đạc của Chu Lệ Lam chắc chắn đã dọn rồi. Cho dù tao dùng kỹ năng truy tìm, anh cũng phải cho tao ngửi mùi chứ. Được rồi, tôi qua ngay. Tiểu Bảo à, vừa nhận được tin, đội ngũ giả soát của chúng tôi phát hiện Chu Lệ Lam trong camera của một cửa hàng tạp hóa. Có chắc chắn không? Phòng kỹ thuật đã xác nhận rồi. Ông muốn làm gì? Muốn làm tôi ngạt thở à? Xin lỗi nha, mày ngửi đi, xem có thể tìm ra Chu Lệ Lam từ hộp thuốc lá này không? Ông chắc chứ, đây là của Chu Lệ Lam. Chắc chắn rồi, tôi thấy trên camera an ninh là nó ném cái hộp thuốc lá này ở cửa siêu thị. Thiên địa vô cực, vạn lý truy tung. Chết, lão già này đang ở cổng trường mẫu giáo. Lão Dương, mau mau theo tôi. Lão già này ở cổng trường mẫu giáo chắc sắp giở trò với lũ nhỏ rồi đấy. Trời ơi, mày biết lái xe à? Chó gì mà biết làm đủ thứ vậy trời. Sau này từ từ ông sẽ hiểu thôi. Lão Dương, ông đợi ở đây, để tôi biểu diễn màn xiếc cho con này. Sao? Tôi bị chó cắn có một lần thôi mà. Giờ phải nghe lệnh của máy hết à? Tôi có hệ thống hỗ trợ đấy. Chuyện nguy hiểm thế này cứ để tôi làm. Thấy không? Tôi tìm đúng người rồi. Nhiều thịt bò như thế, chắc chắn không có lông bông đâu. Để hóa thành trẻ con cho an toàn. Đồ buôn người tàn ác Chu Lệ Lam, xem ngài chó tao xử lý mày thế nào. Dễ kiếm tiền thật sự. Ban đầu tính đợi tan học rồi lừa một đứa trẻ nào đó, không ngờ có một đứa tự chui vào bẫy. Bạn nhỏ, cậu đi một mình à? Gia đình đâu rồi? Chào ông, mẹ con chưa tan làm. Thế này nhé, ông cho con kẹo. Bây giờ buôn người nhiều lắm, đường phố không an toàn, trẻ con không nên đi một mình đâu. Cảm ơn ông, con hiểu rồi. Trời ơi, kẹo có thuốc mê. May là cháu ta có hệ thống hỗ trợ, nếu không đã bị lừa thật rồi. Ông đang rất rảnh, con đi một mình nguy hiểm lắm. Hay là ông đưa con về nhà? Ông tốt quá, cảm ơn ông. Trẻ con dễ lừa thật, cha mẹ không dạy, không được ăn đồ của người lạ. Kiếm tiền dễ thật, bán nó đi có thể kiếm kha khá. Ông nói gì vậy, đồ buôn người chết tiệt. Sao mày không ngất đi? Với mấy trò đó mà cũng muốn lừa tôi, tưởng tôi là trẻ 3 tuổi à? Xong rồi. Quá đơn giản, chuyện nhỏ như con thỏ. Cảnh sát à, tôi phát hiện ra kẻ buôn người rồi. Sau khi nhận cuộc gọi, cảnh sát nhanh chóng tìm đến nơi chú chó đang ở. Chú cảnh sát, cảm ơn chú đã cứu cháu. Đừng giả vờ nữa, tôi biết là anh là ai đấy. Ồ, ông biết là tôi à? Chứ sao, dù mày biến thành cái gì, tao cũng nhận ra ngay lập tức. Ông Dương, khứu giác của ông thật phí nếu không làm chó cảnh sát. Lần sau những việc như này, tự ông giải quyết đi. Không được đâu, chuyên nghiệp phải để người chuyên nghiệp làm. Đi thôi, chúng ta đi lấy lời khai, nhanh lên. Kẻ bắt cóc đã bị đưa đi rồi, chỉ hy vọng sớm phá được án, bắt được Châu Lệ Lam, có thể sớm phá án, tôi cũng sớm được về nhà. Đội trưởng Dương, Châu Lệ Lam cứng đầu quá, nhưng y không hé ra một câu. Không được, nếu hắn không khai, làm sao tôi về nhà sớm được chứ? Đội trưởng Dương, để tôi chỉ ông cách thẩm vấn.
Cách đó cũng hay đấy, để tao sắp xếp ngay. Anh Dương, thứ anh cần đây, anh làm cái gì thế? Đây là đội trưởng Dương yêu cầu mà, anh chắc chắn muốn làm thế này à? Tôi sợ sau này, cấp trên sẽ khiển trách chúng ta đó. Mèo đen hay mèo trắng, miễn bắt được chuột thì là mèo tốt. Mày, mày bỏ cái gì trong thùng đấy? Sao mùi kinh khủng thế? Đương nhiên là bữa tối dành cho mày rồi. Giờ muộn rồi, tao thương mày quá, nên chuẩn bị bữa tối cho mày đấy. Tao sẽ tố cáo mày tội giết người. Đây là dùng nhục hình để ép cung, tao sẽ kiện các người. Nhục hình ép cung cái gì? Tao chỉ tốt bụng chuẩn bị bữa tối, đâu có ép cung gì. Mau mang cái thùng ra ngoài đi, tao sẽ khai hết tất cả, nói sớm có phải tốt không? Cảm ơn mày nhé, Tiểu Bảo, mày giúp tao việc lớn rồi. Đi, đi tao dẫn mày đi ăn ngon. Thôi thôi, lão Dương, tôi đã giúp ông triệt phá cả băng nhóm rồi đấy. Nếu ông không thể phá án, chưa kể người dân bất mãn, ngay cả tôi, con chó này cũng khinh ông đấy. Yên tâm đi Tiểu Bảo, tiếp theo giao cho đội cảnh sát chúng tôi. Không có việc gì thì tôi về đây. Đã vài ngày rồi tôi chưa gặp chủ nhân. Chủ nhân thân yêu ơi, em về rồi đây, em nhớ cô lắm rồi. Chúc mừng chủ nhân đã giúp cảnh sát phá vụ án bắt cóc trẻ em. Phần thưởng 235.000 điểm, điểm giá trị 470, thêm 5 hộp bào biến hình đặc biệt. Nhiều điểm thế cơ à, nếu còn vài nhiệm vụ kiểu này nữa, thì sớm muộn gì mình cũng biến lại thành người. Này hệ thống, cái hộp bào biến hình là cái quái gì thế? Hộp bào biến hình chính là hộp thông thường. Bên trong chứa nhiều quà tặng ngẫu nhiên, có độ may rủi ngẫu nhiên, có thể gặp phần thưởng lớn đấy. Mày lừa tao à? Theo sự hiểu biết của tao về cái này, đó toàn là rủi ro không à. Mình thì nhắm mắt mở hộp, còn nó thì mở mắt nhét đồ vào. Như vậy thì ai chơi lại được chứ? Thôi muộn rồi, về nhà trước đã. Chủ nhân thân yêu, em về rồi đây. Tôi về rồi này, mau ra đón tôi đi. Hả, sao chẳng có tiếng động gì, chẳng lẽ ngủ rồi à? Có vẻ tôi lại phải ngủ trong chuồng của mình thôi. Tò mò thật, chẳng biết trong hộp báo này có gì, phải mở ra xem thử mới được. Chúc mừng, nhận được 189 chai thuốc chữa trị cấp 1. Tôi nói rồi mà, toàn giác, thuốc chữa trị này hồi máu chậm lắm. Công dụng duy nhất là không để lại sẹo. Tiếp tục mở hộp báo không? Mở tiếp đi, tao không chịu thua đâu. Tao nói cho mày biết nha hệ thống, hôm nay mày không cho tao đồ tốt, tao sẽ yêu cầu hủy liên kết mày đấy. Chúc mừng, nhận được 3 lá bài hóa thân mèo nhồi bông. Trời ơi, có đồ tốt thật đấy. Cái bài hóa thân mèo nhồi bông này trong cửa hàng hệ thống có giá 50.000 điểm đấy. Làm giao rồi, làm giao rồi. Nhanh mở tiếp đi. Chúc mừng nhận được kỹ năng hack cao cấp. Đây không phải là cảnh trong phim khoa học viễn tưởng chứ? Không ngờ lại được trải nghiệm luôn. Thôi đừng mở từng cái nữa, lâu lắm. Mở hết ra cho tao đi. Chúc mừng chủ nhân nhận được áo khoác ngụy trang và tàu vũ trụ. Áo khoác ngụy trang cho phép bạn thay đổi hình dáng trong 30 phút. Kể cả những vật vô tri vô giác, tàu vũ trụ có thể đưa bạn đi bất cứ nơi nào cách xa 1.000 km, giới hạn sử dụng 3 lần liên tiếp. Hệ thống, mày tốt bụng ghê, không có anh chàng cả tin nào ở đây đâu. Có cái tàu vũ trụ này rồi, tôi có thể đi lướt sóng xem các em mặc đồ bơi ở Phú Quốc. Giây sau tôi có thể đi ăn phở bò Nam Định cũng được luôn. Phở bò Nam Định là ngon tuyệt cú mèo rồi, nhưng mà ăn lẩu cá và bánh gối vẫn thực tế hơn. Trễ rồi, đi ngủ thôi. Chó có thể sẽ không bị đột tử, nhưng chó thọ rất ngắn, phải biết trân trọng. Tiểu Bảo, lần sau mày có thể đổi món khác được không? Tao ăn bánh bao này 2 tháng rồi đấy. Cô cứ ở đó mà che đi, ít ra cô cũng có người mua đồ ăn sáng cho, chứ tôi thì dậy trễ phải gọi đồ ăn ngoài. Sao cô nhìn tôi lạ thế chứ? Tiểu Uyển đã kể hết mọi chuyện rồi, tao không ngờ đấy, mày là một người xuyên không vào Tiểu Bảo, vậy thì tôi khỏi phải giả vờ nữa. Mà này Tiểu Uyển, vừa rồi tôi cũng ăn chán rồi, cô xem muốn ăn gì, tôi mua về rồi tự làm món đó. Đừng đừng, tao thấy yến mạch và bánh bao vẫn ngon. Ô phải rồi, cười cười thế nào rồi, mấy hôm rồi không thấy tin tức gì. À, cô ấy gặp xui xẻo gần đây, hôm trước ở siêu thị, bị một đứa trẻ chơi ván trượt đâm vào, chân phải bị thương, rồi trên đường đi bệnh viện, lại gặp tai nạn xe, xin nữa thì hỏng mặt luôn. Trời, nghiêm trọng thế à, hay là mình đi thăm cô ấy đi, hôm nay cũng rảnh rỗi mà, vậy chiều ta qua đó nhé. Thật ra tôi không muốn đi lắm, kiếp trước tôi chết ở bệnh viện mà, nhưng lần này đây, dù tuổi đã cao, nhưng ngoại hình lại dễ thương, hôm qua mở được nhiều thuốc chữa trị, hay là cho cô ấy thử làm thí nghiệm nhỉ? Tiểu Bảo, mày cười gì thế? Tao hỏi mày có đi thăm cười cười không? Có đi chứ, sao lại không? Mình ăn xong rồi, để chúng tao dọn dẹp, mày ra phòng khách đợi nhé. Đàn bà thật rắc rối, dọn dẹp nửa tiếng mà vẫn chưa xong. Tiểu Bảo à, bệnh viện không cho thú vật vào đâu, đời tao cái gì cũng bị kỳ thị hết á.
Ôi trời, đẹp trai quá, đẹp chứ hai cô nàng. Cho anh ông cái coi. Đừng nói đùa, không là tao cấm mày vào phòng tao đấy. Tiểu Uyển, sau này mày sướng làm đấy. Bắt Tiểu Bảo giả làm bạn trai đi chơi. Sang chảnh ghê, thôi đi, tao cần gì chứ. Mày không thích thì cho tao đi. Vừa hay ba mẹ tao cứ bắt tìm bạn trai, tao đem Tiểu Bảo về gạ gẫm luôn. Này, đã hỏi ý kiến tôi đâu à? Bắt tôi làm việc nặng nhọc, thật sự không phù hợp đâu. Dù gì cũng đã quen cười cười rồi, nhưng thỏ không ăn cỏ sát hang. Còn mày, mày muốn sống vô tư với chủ nhân của mày phải không? Mày hiểu gì? Mày là hệ thống, sao hiểu được cảm giác không có bạn gái? Thế quyết định rồi đấy, tao sẽ đưa Tiểu Bảo về ra mắt ba mẹ. Bạn hãy lên xe. Bạn đi hay không đi? Bạn hãy lên xe. Bạn đi hay không đi? Bạn hãy lên xe. Trời ơi, cá tính thế cơ à. Tiểu Uyển, tớ thích cậu rồi đấy. Chú ý, xe lôi. Chú ý, xe lôi. Này Tiểu Bảo, cậu giỏi thật đấy, đuổi kịp cả xe hơi. Tôi thì có thể dịch chuyển tức thì chứ bộ. Thôi đừng khoác lác nữa, chỉ vì hôm nay trời đẹp thôi, chứ hơi gió là cuốn cậu bay mất. Chú tốt với mọi người thế cơ à. Tiểu Bảo cậu nịnh hót ghê ha. Đúng là chó mà, mau đi thôi. Cười cười còn đợi chúng ta kìa. Khoan đã, chào tôi với, tôi chưa biến xong nữa. Anh cho em số điện thoại được không? Không được đâu. Do Dương cười cười bị gãy xương chân nên đã bó bột rồi. Này, có tình người chút đi, thương lão đắc thọ chứ bộ. Tôi thì xui xẻo lắm, các cậu biết tôi vất vả thế nào không? Trước thì ngã làm chân bị thương, sau lại gặp tai nạn xe, cuối cùng cũng tới bệnh viện, nhưng lại nhầm số, vào khoa sản đẻ luôn. Nhưng mà đó không phải vấn đề lớn nhất, quan trọng là mặt tôi bị cắt một đường. Bác sĩ nói chắc sẽ để lại sẹo. Tôi sống bằng nhan sắc mà, sau này tôi phải làm sao đây? Cậu là ai? Tôi sắp mất nhan sắc rồi kìa. Mà còn cưới tôi nữa. Tôi là bạn của Tiểu Uyển, đến từ Bình Dương, có hiểu một chút về y học, có thể giúp được cậu đấy. Tiểu Bảo, cậu biết y học à? Cậu đừng làm loạn đấy nhé, mà làm cười cười hỏng mặt, chúng tôi sẽ không tha đâu đấy. Yên tâm, tôi không phẫu thuật gì cả. Uống cái này đi, 10 ngày nữa mọi vết thương sẽ lành mà không để lại sẹo. Một tuần sau, vết thương của Dương cười cười đã lành và không có sẹo nào trên mặt, nên cậu ấy xuất viện. Sao cậu hồi phục nhanh thế? Mặt cũng không có sẹo gì, tôi cũng bất ngờ lắm. Giờ cảm thấy khỏe re rồi, có câu nói mà, chấn thương xương cốt, 100 ngày mới lành, mà cậu chỉ mấy chục ngày thôi. Lần trước bạn của bạn tôi cho tôi uống một lọ thuốc gì đó, bảo 10 ngày là khỏi. Ô, thần kỳ thế à? Vậy còn không, cho tôi nghiên cứu chút đi, nếu có kết quả tốt, sẽ có lợi cho nhân loại làm đấy. Hết rồi, chỉ có một lọ thôi, tiếc thật, nhưng tôi có thể dẫn cậu tới gặp bạn tôi và lấy số điện thoại. Thế thì tốt quá, vậy đi thôi. À cười cười, cậu xuất viện rồi à? Kia, đây là bạn trai cậu à? Không phải đâu, anh ấy là bác sĩ của em. À vậy à, mời vào nhà. Chào chị Tiểu Uyển, hôm nay tôi tới có chuyện muốn nhờ chị giúp. Tôi có thể giúp gì được cậu? Tôi nghe cô Dương nói, chị có người bạn cho cô ấy một lọ thuốc. Cô ấy uống xong thì mau chóng bình phục. Tôi muốn xin người bạn đó ít thuốc để nghiên cứu, nếu sản xuất được ở trong nước sẽ là phước lành cho hàng triệu người bị thương. Ồ, người đó vẫn còn đây mà, để tôi gọi nó ra. Tiểu Bảo, ra đây, có một bác sĩ muốn lấy lọ thuốc đỏ kia để nghiên cứu. Bảo có thể chữa trị cho nhiều người. Cậu có muốn cho anh ấy không? Có vẻ thuốc này dùng hiệu quả đấy. Vì hiệu quả tốt như vậy thì nên đưa cho người có năng lực nghiên cứu, sau này cũng có thể giúp đỡ mọi người. Tôi còn hơn 100 lọ nữa mà. Chào em xinh đẹp. Con chó này, sao biến thành con trai là phong lưu ghê ha. Hay là cố tình? Anh trai ơi, cảm ơn anh, nhờ thuốc mà em xuất viện sớm. Anh còn thuốc không? Còn chứ sao không, nhưng không rẻ đâu nhé. 8 và 0, 10 triệu một lọ. Em có mua không? Thuốc này có hạn sử dụng không? 10 triệu một lọ, với người như em là áp lực lắm. Để trong tủ thuốc quá hạn thì lãng phí. Không sao đâu, anh có công cụ chế tạo. Em cần bao nhiêu, anh làm cho liền. Thế thì tuyệt quá, anh ơi em cũng mua vài lọ thuốc. Tiền không phải vấn đề, còn cả đám ngốc cứ chạy tới cho tiền nữa kìa. Không ngờ những hộp báo tôi khinh thường. Bây giờ là mồi ngon rồi. Bao nhiêu lọ, tiền mặt hay chuyển khoản? 10 lọ, chuyển khoản, tôi không mang nhiều tiền mặt. Tiền trước hàng sau. Nhận 100 triệu. Cảm ơn, cảm ơn. Hoan nghênh quay lại. Làm giàu rồi, làm giàu rồi. Hôm nay nhất định phải chi tiêu cho thoải mái. Cậu kiếm được nhiều tiền thế mà không nộp cho tôi à? Đời tôi, kiếm tiền dễ gì đâu mà cậu đòi hoài vậy à? À, cậu không cần nhiều tiền thế đâu, để tôi giữ hộ cho. Không được, đây không phải tiền lì xì đâu. Không cho, tôi sống chung với cậu gần nửa năm rồi. Tính cách cậu tôi biết rõ mà. Ham tiền, bủn xỉn, ngu ngốc, lại cáu bẩn nữa. Cho cậu tiền rồi, tôi đâu còn tiêu xài thoải mái được. Thôi vậy thì chia đôi đi. Cứu tôi với, mau cứu tôi. Không ra ngoài sớm thì sẽ ngấm mùi thôi. Mọi người ơi, ai hiểu tôi, đã tắm hơn 10 lần rồi, nhưng vẫn thối kinh khủng. Sau này làm sao còn gái theo nữa. Tại Tiểu Bảo lén dùng, phép dịch chuyển tới nước ngoài ăn qua hoàng đế. Ai ngờ, tên buôn hàng lừa đảo, cho qua bị hỏng, ăn xong bị đau bụng, do đi nhiều quá, hai chân run lên ngã vào bồn cầu. Tiểu Bảo, cậu ổn chưa? Tắm lâu thế rồi mà chưa xong à? Chó đại gia phải tắm kỹ chứ. Cô cứ đợi đây. Tiểu Bảo, cậu có biết cậu vốn là một con chó không? Ăn cướp vốn là lẽ thường tình của loài chó mà. Tôi sẽ không thừa nhận mình là chó đâu. Tôi nói cho cậu biết nha, cứ lãng phí nước nữa. Hôm nay tôi ăn lẩu thịt chó với cậu cho coi. Tôi là chó sao tôi ăn thịt đồng loại?
Cứ yên tâm, cậu không phải lo, vì cậu đã thành nguyên liệu lầu rồi. Còn ăn cái gì nữa? Sao không nói sớm chủ nhân yêu quý của tôi? Tôi tắm gần xong rồi mà. Thơm đấy, Tiểu Bảo, tôi đói rồi, cậu đi mua đồ ăn về cho tôi. Tôi chỉ vừa mới tắm xong mà, không mua đâu. Không mua, không mua đâu. Trời ơi, tàn nhẫn quá đi. Mở cửa ra, còn có thể thương lượng được mà. Tôi tự gọi đồ ăn ngoài rồi. Không ngờ tôi cũng lâm vào cảnh như thế này. Thôi, lâu rồi không gặp Lão Dương. Đi chơi với ông ấy vậy. Lão Dương, lâu không gặp. Tôi tới thăm ông đây, nhanh chào đón tôi đi. Cái gì? Trời ơi, cậu đang làm gì thế? Sao còn cầm cả xúc xích nữa? Tôi tới thăm ông đấy. Đi tay không thì không hay. Tôi mang quà tặng ông đấy. Quà hay đấy. Lần sau đừng mang nữa. Lần này tôi tới có chuyện nhờ ông giúp. Ồ, không ngờ cậu cũng có lúc nhờ tôi. Nói xem chuyện gì? Là tôi quên mang chìa khóa, không về nhà được nữa rồi. Ông xem có thể sắp xếp chỗ ở cho tôi không? Lần đầu thấy có người. À không, có con chó. Mang hành lý ra ngoài, chắc bị đuổi ra rồi. Thế rõ mà còn nói à? Như vậy mất mặt lắm đấy. Vừa hay có cái giường cũ của tôi, hay là cậu ngủ ở đó đi, cũng được. Vừa hay, lâu rồi tôi cũng chưa gặp lũ kia. Ê, đây không phải là thằng chó vì tình yêu mà chạy 50 cây số. Chó Tiểu Bảo tài xế à? Sao, về bị từ chối rồi à? Cậu biết gì về chó? Vì tôi nhớ Lũ Bay lắm. Quay lại thăm Lũ Bay đây. Thằng mập, sao mang cả hành lý theo vậy? Chắc bị đuổi ra khỏi nhà phải không? Thằng cuốn ở ngoài đấy. Có gái đẹp bên cạnh, sung sướng lắm. Thật không, thằng mập, cậu có thể đưa tôi ra ngoài hưởng thụ được không? Tôi vẫn còn trinh nguyên đấy. Ồ, không ngờ cậu còn chi nhà. Được thôi, chỉ cần cậu xưng tôi là anh, tôi sẽ đưa cậu ra ngoài vui chơi một phen. Ui cha, ăn chó lắm rồi muốn gì chứ? Bắt tôi xưng cậu là anh. Cậu mơ à? Đừng có mà mơ, không thương lượng được đâu. Thôi thôi, thằng mập này, anh ơi, mặc kệ nó đi, để nó ngủ một mình trong phòng. Tôi theo anh. Thật vô liêm sỉ, đúng là cỏ dại mọc bơ. Cậu muốn ăn đùi gà hay xương sụn? Khoan đã, hay là mình kết nghĩa anh em đi. Anh làm anh cả của chúng em. Bây giờ là thời đại trừ tội phạm mà. Chúng tôi không theo kiểu giang hồ cũ nữa. Tôi, Tiểu Bảo, Tiểu Sếp, Nếp, hôm nay kết nghĩa anh em. Cùng hưởng phúc, cùng chia sẻ hoạn nạn. Không sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Trời ơi, cậu bị điên à? Nếp à, hay tôi với cậu làm anh em kết nghĩa. Thôi thôi, đừng đùa, chỉ để cổ vũ không khí thôi. Anh cả, em ba, anh cả, anh hai, em hai, em ba. Anh ba, anh ba, anh hai, em ba. Anh ba, anh hai, dừng. Thôi không nói nữa, tôi đưa mấy đứa đi chơi. Đây rồi, chúng ta đào thoát ra ngoài. Anh cả, tường dày quá, không đào nổi đâu. Các ngươi lùi ra đi, để anh đây xử lý. Lòng tôn kính anh cả của tôi như dòng sông không ngừng chảy xiết. Tôi sẽ nghe lời anh. Anh cả xin hãy tha thứ cho sự nông nổi trước đây của tôi. Tôi từ nay chỉ là con chó của anh. Bảo tôi đi đông, tôi sẽ không đi tây. Bảo tôi chăn cừu, tôi sẽ không đuổi gà. Các người cứ nói suông những câu khẩu hiệu, chẳng biết đã vào biên chế thế nào nữa. Có lẽ chỉ có loại biết khẩu hiệu mới sống tốt được thôi. Kẻ lúa gì chứ, tôi là một con cờ hó. Cái gì thế này? Đội trưởng Dương, Tiền Xét và Nét cũng mất tích rồi. Tôi vừa xem lại cam, là Tiểu Bảo đào hầm dẫn chúng đi mất. Con chó này, sao hay làm tôi bất ngờ thế nhỉ? Cậu lưu lại đoạn video đó đi. Nếu Tiền Xét và Nét không quay lại, thì trực tiếp đổ tội cho Tiểu Bảo. Tôi không muốn bị trưởng cục đá đít đâu. Đội trưởng à, anh nói phải đấy. Đổ tội cho chó là hợp lý nhất. Sai bất cứ đến đâu, cấp trên cũng không thể phiền một con chó được. Cuối cùng, người không thể can thiệp chuyện của chó mà. Đừng có mà bày đặt. Nếu ngày mai không tìm thấy Tiền Xét và Nét, thì cậu vào chuồng thay chúng nó đi. Đội trưởng, nó là anh đưa về mà. Nó là người, ta không, cháu có công với chúng ta đấy. Cái khen tập thể cấp 2 lần này của đồn là nhờ nó đấy. Nhờ đấy, chỉ cần nó tới, phải bố trí người trông giữ khu nhà ở. Nếu không trông chặt nó làm cả căn cứ lộn tùng phèo mất. Anh em đi thôi, anh cả đưa các đệ đi rửa chân, thư giãn chút đi. Anh cả ơi, em nghe nói có chỗ tên Thiên Đường tại thế hay lắm. Hay anh dẫn em đi xem đi. Tốt lắm thằng nhỏ, biết hưởng thụ đấy. Hôm nay anh cả sẽ rộng lượng lần này thôi. Đưa cậu đi mở mang tầm mắt. Trời ơi, không thấy ba con chó to đang đi đường à? Chúc mừng chủ nhân thực hiện nhiệm vụ ngẫu nhiên. Đây là thủ phạm của một vụ trộm cắp lớn, liên quan tới số tiền khổng lồ. Nếu chủ giúp cảnh sát phá được vụ này, sẽ nhận phần thưởng khủng. Mấy tập rồi đấy? Cuối cùng cậu cũng nhớ ra mà phát nhiệm vụ cho tôi. Tôi gần đây bận làm báo cáo, nên quên mất cậu rồi. Bây giờ tôi bận lắm, cậu tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ đi. Chúc may mắn nhé. Chết tiệt, tôi thật sự muốn tát cậu một cái. Anh cả đang làm gì thế? Sao tự nói một mình, phải chăng bị điên rồi? Đệ nhị đừng nói lung tung, có lẽ chó có năng lực đều hơi lập dị. Nói cái gì đấy? Hai đứa bay tỉnh rồi à? Hủy hoạt động giải trí, đi với tôi làm vụ án lớn về đồn. Sau này hai đứa bay có thể ngang nhiên đi dạo. Kiếp này khỏi lo ăn uống rồi. Chó cảnh sát làm việc, tránh ra hết. Ai thế nhỉ? Lạ hoắc, thằng đần, ca làm gì? Cho cậu tiếp đi, hai đứa lui lại, coi chừng đòn của tôi. Xem chiêu của tôi đây. Trời ơi, haha, cậu là quái vật gì thế? Sao mà mạnh thế? Anh cả ai hùng quá, anh cả đẹp trai sủi bọt.
Này lão Dương, tôi tặng cậu món quà lớn đấy. Mau tới đi, theo tọa độ của tôi. Đừng nói là trò hù dọa đấy nhé. Cậu dám dẫn tia sét và Nebbi à? Tôi dẫn chúng làm vụ án lớn. Mau tới đây, để sớm đón chó cảnh sát về. Cảnh sát nhanh chóng tới nơi tiểu bảo đang ở. Tôi chính là thủ phạm vụ nhận hối lộ và trộm cắp. Ông mau bắt tôi đi, nhanh lên. Con chó này tàn nhẫn thật đấy. Trời ơi, quả thật là món quà lớn. Không ngờ cậu giúp tôi phá được vụ án lớn. Mẹ, sao mẹ gọi con giờ này vậy? Tiểu Dương à, hôm trước dì lớn của con giới thiệu cho con, người đó đã quay lại rồi. Chiều nay tan sở hai người đi ăn tối nhé. Dạ, con còn vụ án phải xử lý. Dành con sẽ đi ạ. Tôi nhớ đây nhé, đừng quên. Tiểu Bảo à, chiều nay tôi có hẹn đi xem mắt. Cậu có muốn đi cùng không? Sẽ có đồ ngon đấy. Không ngờ tiên nữ của đội trưởng Dương tới rồi. Tôi nhất định phải gặp gỡ. Đội trưởng Dương, bạn gái của anh chưa tới à? Tôi đói đến mức sắp mất rồi đây. Sắp tới rồi, sắp tới rồi. Nhớ lúc đó phải cho tôi nhiều thịt heo nách. Hôm qua làm vất vả quá rồi. Hai chân tôi mềm cả ra, cần bồi bổ lại đây. Xin lỗi đã chờ lâu. Không có gì đâu, tôi cũng mới tới thôi. Do lần gặp mặt trước thành công nên đội trưởng Dương và cô ấy nói chuyện rất hợp. Nếu thuận lợi chắc sẽ sớm kết hôn. Cô Tử Kim à, sao tôi nghe cô bảo sẽ sinh con cho đội trưởng Dương? Sao chỉ định sinh có một đứa? Ít quá ha, mẹ của tôi sinh một lần 7-8 đứa lận. Đội trưởng Dương à, anh hết thịt rồi à? Hay là để dành thịt heo nách cho anh hết đi? Anh cần hơn tôi, hôm qua anh đã vất vả rồi. Hay để anh ăn nhiều hơn. Trời ơi, nhóc con, sao cậu cũng biết cấy lúa nữa hả? Phải để cháu lớn làm chứ nhóc. Cấy lúa gì? Tôi là một con cờ hó của đội trưởng Dương đấy. Nhớ mang thịt heo nách về cho tôi đấy.